Kính thưa quý vị, thân mến chào anh chị em của phong trào Hưng Ca. Tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức để cho tôi từ nơi xa xôi này Úc Châu gửi vài lời tâm sự nhân ngày tưởng niệm quốc hận 46 năm những người tị nạn phải lìa xa tổ quốc. Thưa quý vị và anh chị em, người ta thường nói rằng thời gian có thể làm lành mọi vết thương. Nhưng theo tôi nghĩ rằng cái vết thương đau đớn nhất của dân tộc là chúng ta tại miền Nam đã bị đảng trị độc tôn cộng sản xâm chiếm từ ngày 30 tháng 4 năm 1935 đến nay. Dù 46 năm đã trôi qua, nhưng vết thương trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, những người còn yêu quê hương, còn yêu tự do nhân bản của dân tộc, chưa bao giờ lành được, vẫn còn lưu chuyển trong máu xương của chúng ta. Và tôi đã từng viết những câu: nửa đêm tôi tỉnh giấc, tưởng mình còn quê hương. Tôi tưởng mình còn quê hương không phải để than thở, ngang ngào ngâm ngùi, rồi xuôi tay bó cuộc, rồi bi quan yếm thế mà không làm gì đóng góp vào cái đại cuộc chung cách mạng toàn dân cùng với dân tộc để giải trừ cộng sản, lấy lại quyền làm người tự do dân chủ và tự chủ như dân tộc, để chúng ta được trở về lại quê hương, không phải để vui hưởng cuộc đời mà để quỳ xuống hôn lại những kỷ niệm ngày xưa của chúng ta, để thấy lại sự thanh bình, hạnh phúc thật sự của dân tộc và hãnh diện được làm một người Việt Nam ngay chính trên quê hương của mình. Thưa quý vị và anh chị em, không phải đợi đến ngày 30 tháng 4 thì chúng ta mới tưởng niệm quốc hận, mà mỗi ngày khi chúng ta vẫn còn đang sống lưu vong, mỗi ngày khi chúng ta nhìn thấy cảnh tang thương của dân tộc đang chìm sâu và thấu hẳn của diệt vong, thì ngày đó vẫn là ngày quốc hận. Không phải đợi một năm một ngày rồi chúng ta mới làm đám giỗ cho quê hương, mà tôi nghĩ rằng mỗi một ngày chúng ta còn sống được trong cõi cuộc đời này mà chưa nhìn lại sự tự do nhân bản của dân tộc, chưa có sự vùng dậy toàn bộ làm đại cuộc cách mạng của toàn dân để giải trừ cộng sản, thì ngày đó vẫn là ngày quốc hận của chúng ta. Và chúng ta sống không phải để tù hưởng cá nhân và gia đình, nhưng chúng ta sống để mong được tâm nguyện đồng tâm cùng tất cả mọi người còn có lương tâm, còn có sĩ diện, còn có bổn phận và trách nhiệm tâm nguyện cùng với tổ quốc, cùng với dân tộc. Chúng ta lấy lại quê hương của chúng ta. Chúng ta lấy lại không phải để chúng ta chém chè ngồi như những tên đại gia hiện nay, mà chúng ta lấy lại quê hương cùng với dân tộc để chúng ta được làm người Việt Nam đúng nghĩa nhất, sống trong tự do, dân chủ và nhân bản. Nhân ngày tưởng niệm quốc hận 46 năm, tôi xin trân trọng cúi đầu lại các hương linh những người đã hy sinh vì tổ quốc, quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Cúi đầu lại hương linh tất cả những người đã chết trên biển Đông, vượt biển đi tìm tự do. Cúi đầu lại những anh chị em phục quốc đã hy sinh cuộc đời để đồng hành cùng dân tộc. Anh chị em tù nhân lương tâm đã chết trong lao tù, và những người anh em quân kháng chiến miền Nam của chúng ta đã bị chết trên những trại gọi là cải tạo tại miền Bắc và khắp cả miền Nam của chúng ta. Tôi xin cúi đầu, cúi lại quý vị cho chúng tôi được thêm những dòng máu kiêu hùng để tiếp tục đấu tranh cho đến ngày toàn thắng của dân tộc trong tự do và nhân bản. Tôi là Võ Đại Tôn, xin trân trọng cúi đầu. Thank you.
10 tháng tư một ngày buồn dân tộc, ngày ông U báo thông tin cho tự do dây chết, ngày quân gian đứng lên kéo không cùng xích xiềng, ngụy trang nên nát tan những danh từ thật huy hoàng. Ngày 30 tháng tư một ngày buồn tưởng niệm, ngày quê hương khóc vong linh bao triệu người đã chết. Ngày 30 tháng tư với hung quyền man dợ, bày ra bao cảnh gian manh diệt thêm người xa cơ. Ai là người từng đi qua cuộc đời sống vinh nhục trên quê hương một thời? Ai là người Việt Nam nay còn lại vẫn đau lòng vì quê hương tù đây? Đã đến giờ ta gom thương đau, đã đến giờ ta chung vai nhau đứng lên dưới cờ. Ngày 30 tháng 4 một ngày buồn cuộc hận, đầy quê hương đến suy vong trước giặc thù phương Bắc. Ngày 30 tháng 4 phải là ngày cúi đầu, uổng công lao máu xương của bao tiền nhân hy sinh. Ngày 30 tháng 4 sẽ muôn đời là bên nhục, ngày u mê dối gian cướp đi sự thật ánh sáng, ngày tương lai cuối thơ tối tăm vì cách mạng, chiều dân Nam sáng sơ bao gia đình ly tan. Cuộc đời sống vinh nhục trên quê hương một thời, ai là người Việt Nam nay còn lại vẫn đau lòng vì quê hương tù đây? Đã đến giờ ta còn thương đau, đã đến giờ ta chung vai nhau đứng lên dưới cờ. 30 tháng 4 ngày gọi hồn dân tộc, ngàn năm xưa đã uy linh hơi hồn thiêng sông núi. Việt Nam ơi hãy tin sẽ có ngày huy hoàng, ngày quê hương đứng lên phá gông xiềng quân gian. Việt Nam ơi hãy tin sẽ có ngày huy hoàng, ngày quê hương đứng lên phá gông xiềng quân gian. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 xảy đến như một thảm họa giáng lên đầu toàn thể dân Việt, chẳng phải của riêng gì dân chúng miền Nam. Thảm họa cộng sản trên quê hương Việt Nam. Sau khi chiếm được miền Nam, cộng sản đã biến nơi đây thành một vùng đất của hận thù với đầy rẫy đau thương. Hận thù bằng những trại tù mang mỹ danh là trại cải tạo. Trong đó, hơn 200.000 quân cán chính miền Nam đã trải qua nhiều năm tháng bị sỉ nhục, bị nguyền rủa về mặt tinh thần, còn về thể chất thì bị vắt kiệt sức lao động, đói khát, tra tấn, chịu cực hình. Và hận thù cũng đã được thể hiện qua việc ép buộc, cưỡng bức gia đình các tù nhân cải tạo phải bỏ nhà cửa ở thành phố để dọn đến các vùng kinh tế mới, mà mục tiêu thực sự của kẻ cầm quyền lúc bấy giờ là để họ chết dần chết mòn nơi rừng thiêng nước độc. Không chỉ ngưng ở đây, chủ trương trả thù của Cộng sản Việt Nam còn thể hiện qua chính sách lý lịch con cháu những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa là loại công dân hạng 2, không được đi học, không thể kiếm việc làm. Nhưng không phải
chỉ những thành phần liên hệ đến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và thân nhân của họ mới bị trả thù, mà có thể nói toàn thể dân chúng miền Nam đều bị buộc phải đổi đời, đổi từ cuộc sống tự do và no ấm qua cuộc sống bị bóp nghẹt cả về tư tưởng lẫn bao tử. Đang được tự do đi lại, in ấn sách báo, tự do hội họp, biểu tình, lập đảng. Ngày này dân chúng miền Nam bị hạn chế di chuyển và cư trú qua chính sách hộ khẩu, từ sáng đến tối phải nghe các loa phát thanh của nhà nước ra rả tuyên truyền nhồi sọ. Hàng tuần họp kiểm điểm tại tổ dân phố, và đang được tự do cày cấy, buôn bán, mở công ty, xí nghiệp. Ngày nay người dân phải sống trong cảnh ngăn sông cấm chợ, phải vào hợp tác xã sản xuất, công ty xí nghiệp bị quốc doanh hóa. Hơn thế nữa, tiền bạc bị đảng tước đoạt qua các đợt đổi tiền, và nhà ở phải chia sẻ với các cán bộ, đảng viên hoặc từ trong bưng ra thành, hoặc từ ngoài Bắc vô Nam công tác. Và lịch sử cũng bị đánh bật gốc, chẳng những tên đường phố Sài Gòn bị đổi như câu vè của dân gian, cách mạng nổ bùng Tiêu Công Lý, Đồng Khởi vùng lên mất tự do, mà ngay cả cái tên Sài Gòn cũng bị thay bằng tên của kẻ bị xem là tội đồ dân tộc. Hậu quả là sau 30 tháng 4 năm 1975, toàn thể dân chúng miền Nam bị đẩy vào một nhà tù lớn. Trong đó, về tinh thần, họ luôn sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ. Và về vật chất, số đông phải ăn độn ngô khoai. Thay vì giải phóng miền Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bần cùng hóa miền Nam như đã làm đối với miền Bắc trong mấy chục năm qua, trước sự xuống cấp thê thảm của Việt Nam trong mọi lĩnh vực. Tình hình miền Nam ngày càng tồi tệ sau 30 tháng 4 năm 1975. Ngoài đói khát, thiếu thốn về vật chất, dân chúng còn bị tước đoạt phẩm giá và nhân quyền. Hiện tại đã đen tối mà tương lai vẫn chỉ là bóng đêm. Con đường duy nhất còn lại là chấp nhận đổi mạng sống để được tự do, thảm nạn, thuyền nhân ra đời từ đó. Cộng đồng người Việt tự do hình thành sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Với hơn 30.000 người, nay với các đợt thuyền nhân được định cư đã gia tăng gấp bội và trải rộng hầu như trên toàn thế giới. Mặc dù với muôn vàn khó khăn, từ ngôn ngữ đến phong thổ, cách sống, cũng như tâm trạng lo lắng khắc khoải đến thân nhân còn lại tại quê nhà, nhưng với đức tính cần cù, hiếu học, người Việt tị nạn đã nhanh chóng hội nhập vào đời sống tại đất nước mới. Ngày nay, có thể nói không thiếu những khuôn mặt nổi tiếng của những người Mỹ, người Canada, người Úc hay người Pháp gốc Việt trong rất nhiều lĩnh vực, từ khoa học, nghệ thuật đến giáo dục xã hội, kể cả lĩnh vực quân đội. Nhưng cái nét đặc thù đáng nói nhất của cộng đồng người Việt tự do là đã góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh để loại bỏ thảm họa cộng sản trên quê hương Việt Nam. Cờ tòa thị chính thành phố trong những dịp đặc biệt này được xem như là một vinh dự và được kiều dân của mình hân hoan chào đón. Với sự giải thích hợp tình, hợp lý trên tinh thần ôn hòa tôn trọng lẫn nhau, ban quản trị nhà thờ đã đồng ý tháo gỡ lá cờ đỏ sao vàng xuống và thay thế bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thưa quý vị, một sự kiện đã làm cho những người hiện diện thật là xúc động khi lá cờ đỏ sao vàng bị tháo quăng xuống đất, thay thế bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên hàng cờ của nhiều quốc gia. Sự kiện này đã làm cho mọi người liên tưởng đến mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại cổ thành Đinh Công Tráng, Quảng Trị, khi các chiến sĩ thủy quân lục chiến đã tháo gỡ lá cờ của Cộng sản Việt Nam thay thế bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu của chúng ta. La dame de la mairie est partie, on peut le dire. Voilà. Voilà.
xéo nữa đi. On prend pas de photo ici. Rõ ràng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đẩy dân tộc Việt đến bờ vực thẳm của hiếm họa mất văn hóa, vực thẳm của sự tụt hậu mọi mặt, vực thẳm của sự lệ thuộc vĩnh viễn vào Hán tộc phương Bắc. Trước những viễn ảnh vô cùng đen tối đó của đất nước, nhiều người yêu nước đã vùng lên, cao trào đấu tranh chống Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã được bùng cao trong mấy năm qua. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi người dân đã nhìn rõ được bản chất thật sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, phong trào phục quốc đã bùng phát tại nhiều nơi trong nước. Đây là các nỗ lực đấu tranh vũ trang không chỉ xuất phát từ một số quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa mà còn gồm cả các thành phần quần chúng khác như các tu sĩ, thanh niên nam nữ. Tiếc rằng vì phương tiện hạn chế cộng thêm mạng lưới công an, an ninh của Cộng sản Việt Nam dày đặc nên hầu hết các tổ chức phục quốc đều bị thất bại và nhiều chiến sĩ phục quốc đã hy sinh. Không xứng đáng là người cầm quyền và lãnh đạo đất nước. Đã đạo. Phải phế truất cộng sản đi. Phế truất. Đã đạo cộng sản tham nhũng. Đã đạo cộng sản tham nhũng. Đã đạo. Phải phế truất cộng sản đi. Phế truất. Đã đạo cộng sản nước hiếp dân lại. Đã đạo. Phế truất cộng sản đi. Ngày tàn của chế độ cộng sản độc tài phản dân hại nước chắc chắn sẽ đến. Bổn phận mỗi con dân nước Việt, dù ở trong hay ngoài nước, là góp một bàn tay để thời điểm này mau chóng xảy ra. Vì lúc đó dân tộc Việt đoàn kết thành một khối. Ngày quang vinh đó chắc chắn sẽ phải đến. Vẫn còn đây dung dân tiên rồng. Vẫn còn đây cháu con lạc long. 50 người cùng mẹ lên núi xây vững biển lòng không chiến đấu tranh. Còn 50 người vượt đại dương mình cùng cha quyết xây lại quê hương. Chấm con cùng chung góp màu đào từ đồng đinh về tân niên Cà Mau. Em gặp lại anh trong đây băng thơ Trường Thuận ca 30 tháng 4. Thơ viết từ hỏa ngục Việt Nam sau ngày ô nhục của Lê Phục Quốc. Diễn ngâm Hà Thị Huỳnh Nga, Thúy Vân, Đoàn Dạ Lữ và tác giả. Âm nhạc Lê Thanh với tiếng sáo Hoàng Việt. Thực hiện tại trại tị nạn CQ Thái Lan cuối đông 1983, là món quà đặc biệt kính gửi đến các anh trong chiến khu và đồng bào.
chấp nhận tử hình trong đơn độc. Người viết xin thay mặt cho những người còn sau bức màn sắt, cần thiết kính đệ trình lên nhân dân các nước yêu tự do bản cáo trạng tội ác của loài quỷ đỏ. Trường Hợp Ca, 30 tháng 4. Viết bằng lời hứa, hứa như một lời thề, phải bằng nát lá cờ máu trên quê hương Việt Nam bằng bất cứ giá nào và bằng mọi cách. Đồng bào ơi, anh em ơi, hãy nhớ muôn đời biến cố 30, ngày quốc hận toàn dân. Chiến tranh, trên miệng người nào kêu ca hòa bình, trên đầu người nào đội bom đội đạn, trên vai người nào vác gạo đeo cơm, lội suối vào bưng nuôi bầy quỷ dữ, nguyện cầu đến ngày 30 tháng 4. Quỷ dữ tràn ra thị thành, nhân danh cách mạng giải phóng quê hương, nhân danh cách mạng còng trói anh em, nhân danh nhà nước cướp của thu nhà, nhân danh nhân dân độc tài chuyên chế. Trói loa căm hờn, ngốn ngấu tên nô lệ ngu xuẩn 30 năm. Anh nhớ gì 30 tháng 4? 30 tháng 4 hòa bình hay ngày tang dân tộc, ngày lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Hỡi đồng bào ơi, hỡi bạn bè ơi, cúi mặt mà đi như bóng ma hời, cúi mặt mà đi như bóng ma hời. Tháng tư địch pháo vào thành phố, mang xe tăng uy hiếp Sài Gòn, đàn ngã xô ghim đầu dân tộc, cơm hò máu vượt giải Trường Sơn. Sao bây giờ anh nguyên rủa ai đây? Sao bây giờ anh thèm tự tử? Sao bây giờ anh giả mù câm? Sao bây giờ anh không gọi đồng chí? Sao bây giờ anh không muốn hòa bình? Anh lại sợ đi dân công hỏa tuyến, mà ngày xưa từng vác đạn đội bom, mà ngày xưa từng dâng cơm hiến gạo. Ôi, những ngày thần thánh, phải không anh? 30 năm nay thành khói kinh hoàng.
trường học ca vang dậy, Bác học trò sùng bái cá nhân. Bên này ta nghiến răng kêu trèo, bấm nát lá cờ sau vỡ tan. Một lời thôi, sống cũng như chết, sĩ tử hàng ngày gắn vân châu. Bò bò lưng lừng chiều bắc làng, đòi dẹp hai hàng đuổi bắt nhau. Đời ta chọn dành cho nghĩa cả, nợ tình vẫn trả khi xếp kiếm cung. Gò gương lịch sử rưng rưng hỏi, bất giác trong tay máu tím bầm. Làm sao ngủ khi tiếng gọi anh em bên rừng vang vọng, bằng tiếng giống thảm khốc của con thú bị thương, giải rùa chống ô nhục. Trên đường bị truy nã, người viết tìm vào chiến khu. Mời đồng bào và các bạn nghe ca khúc 4 Trường Hần Ca 30 tháng 4 qua tiếng hát Trương Công. Tên ai
ta mời em ngồi lại. Hãy hát những nốt vui ngoài kia viên khách dừng chân lại. Cuối xu nhìn lên có thấy mười năm sau mười năm ta gặp lại, hai mươi năm vẫn hẹn thề, rồi mai trên đỉnh cao nào đó hy vọng rằng ta sẽ gặp người. Bàn tay ta hôm nay ai đã vì từ lâu luôn muốn đâm đầy, bàn chân ta hôm nay đầm đi lên rừng rừng rông dã màu. Em có biết nỗi buồn toàn thân điếu, đôi cánh kia chỉ chừng phút lên trời, ta tuốt không thể suốt đời thúc ngựa dấu chiến trường đôi xóa tuổi tên ai. Biết bao người ngủ mái hiên sạp chờ môi bọc ni lông giác mỹ ăn thừa, trong túi gói kỹ hồ sơ bảo lãnh. Bốn năm rồi ẩm mốc muốn tưa, trẻ nghỉ học bé em gánh mướn, thầy giáo còng lưng kéo xe cây, cô giáo ngồi lề đường bán bắp nướng, thương gia trí thức chết đói dài dài, ngụy quân ngụy quyền cải tạo miệt mài, thức ăn mồ hôi chan cơm nước mắt. Thằng nhắn gia đình tìm cách vượt biên, đứa chửi đời ở trung tâm an dưỡng, nghe tin vợ thay áo đổi xiêm, hãnh diện nâng khăn rửa túi đảng viên, có nhục nhã nào hơn không nhục nhã. Một lời thôi sống cũng như chết, sĩ tử hàng ngày gắn thân trâu bò bò lưng lừng chiều bắc làng đòi rẹp. Trên đôi mắt người tù xanh xao, trên đôi mắt người tù mưa mau, mưa thì mưa không xăng cây la, chờ người về bắn rụng hoa sao. Một ngày rủ nước cùng non, tuột từng tuổi nhục sẽ còn ai không.
rừng kia còn thức hay quên thở rồi. Sáng, trưa, chiều họp bàn kế hoạch. Bung dân là thắng lợi hàng đầu. Đề nghị hoan hô ông chính sách 8 năm rồi. Thức trắng canh thâu. Bụng ta khác nào loài quỷ đói. Nhìn anh gào thét sáng lẫn chiều. Ta lờ đi nhưng không hề biết tới. Mà toàn thân cứ run rẩy liêu xiêu. Một năm 3 tháng làm thủy lợi, nhổ râu cười thấy cũng hay hay. Giá vác nặng không bằng con đóng thuế và xếp hàng mua gạo từ nửa đêm. Ông dò cháu cả ngày bật khóc, cháu nhìn ông ngơ ngác đòi cơm. Sản phẩm hơn gì hợp tác. Ôi một đời cha con phu phen. Lạy Chúa cho con về nước Chúa, thiên đường này quá đổi. Cho dân miền Bắc chưa tròn vẹn. Cộng sản là gì? Thì đây, lòng hồ, công trình vĩ đại nhất Á Châu đang thực hiện ở miền Nam Việt Nam đã thay thế cho câu trả lời rớm máu đó. Lòng hồ chứa 1,5 tỷ tấn khối nước, hay là nước mắt của 50 triệu đồng bào bất hạnh. Qua trường Thận Ca 30 tháng 4, chiến hữu Trần Thu trích phổ thành ca khúc Nước mắt lòng hồ. Qua tiếng hát Trương Công, Thu Hoa và Thu Hường. Chất ngon
khắp lòng hồ. Hận thủ thiên thu, đêm mơ lập chiến khu, ngỡ mình trong tay súng, trộm lên giết kẻ thù. Lòng hồ ơi, sao mi nhìn tan nức nở. Lòng hồ ơi, ta cũng vô cùng bơ ngỡ, vì mi là giai nhân muôn thuở của vua liềm cờ đó mau tanh, của đông sương khô vạn lý trường thành, của lũ người man dợ. Lòng hồ ơi, sao mi nhìn tan nước nở. Lòng hồ ơi, biết môi xin đừng than thở, vết hằn sâu 50 triệu dân lành, nước mắt không ngừng rơi. Tạm biệt nhé, ta sẽ trở về. Lòng ơi, cất cao lời thề, biết ta lũ quỷ đó bao tàn chưa bắt tay. Toàn dân ơi, giải thoát lòng hồ, nào cùng lên hào khí chiến khu. Toàn dân ơi, giải thoát lòng hồ, để miền đồng nung nấu cầm thù, giải phóng quê hương. Lòng hồ ơi, toàn dân ơi, giải thoát lòng hồ, nào cùng lên hào khí chiến khu. Toàn dân ơi, giải thoát lòng hồ, để miền đồng nương nấu cầm thù, giải phóng quê hương. Này, có chính sách đào mã tìm vàng làm đẹp thành phố, đại lộ, công viên. Đột nhiên nghĩa trang biến thành công trường, sẽ ủi xác đốt nghiền thành cát. Xác ta bị moi lên, bất
Tần đứng hát. Ta chồm lên tay ghi gò súng, bắn nát đầu lũ phản bội quê hương. Ta giành lại cánh đồng lúa chín cho mẹ ta, em ta đói mười phương. Ta giành lại vô số nhà cửa, trả bà con vùng kinh tế mới đã trốn về làm kẻ ăn xin. Ta chiến đấu đến khi nào tắt thở, cho con ta thôi khóc giữa nôi hồng, để nó lớn thôi giật mình từng lúc, chập chững đi bập bẹ nói thương ba. Thương ba làm thơ không hay mình tắt thở, vì mải mê mài bút giết quân thù. Gian cạo chọc thầy chùa để dâu, từ ngày thằng ngốc xỏ sâu cỏ cây cũng muốn xuống tàu ra khơi, cỏ cây cũng muốn xuống tàu ra khơi. Đúng rồi, còn đâu nữa tự do đâu, làm việc hơn bò, cơm không đủ no, để nhà nước lo, nà ơn bác đảng. Này này này, đi thăm bà con vác theo túi gạo, còn lúc mà sắp vào nghĩa trang, ê, xuất trình hộ khẩu. Làm gì có hộ khẩu? Nhớ muôn
đời muội u minh. Lối quen nhộn nhịp không còn nữa, chỉ có xe ôm trốn nhủi chui, chỉ có những con bò vàng hực rất hung hăng nhưng lại ngu dần. Anh em ơi hãy hát, hãy hát cao dòng tù binh say sưa ve vuốt người yêu sông sắc, vì ôm những chiếc công dễ thương điên dài như đêm hoa trúc. Hãy hát cảm ơn đám cưới hôm nay, đám cưới không có cô dâu mà chỉ toàn chú rể. Hát bài quốc ca tử hình, hát lời thánh ca tù vinh. Hãy thêm cao giọng nữa, đa tạ con người bốn chân. Hãy chôn sống những ai đang đi, quay lưng không nói một lời. Hãy hát ca ngợi tàn nhẫn để biết mình còn sống, không bao giờ ngủ quên. Anh em ơi hãy hát bừng bừng khí phách lên đường, rầm rập trong chiến khu, xóa tan một thời cúi mặt, lật trang sự mới oai hùng. Thế nào về lời tay súng không yếu hèn trước lũ giặc xâm lăng, ngạo nghễ trái tim bất khuất kiên cường, nhưng ngã ngửa vì một tên bán nước. Ngày anh đi ai nâng ly độc được, tôi mặc áo tù binh áo tang, tay chân bị còng trói máu hai hàng, rập hơn tấm giữa trường sơn bốc khói, nguyện của mình đã gây nhiều tội lỗi với nhân dân, nhà nước và đảng ta. Ngày đội trời đập đá vượt đường xa, đêm tụng niệm những lời dặn của bác. Người Lào này kẻ u minh có khác, đừng thiêng ơi còn chua chát nào hơn. Dòng sông kia nối hạnh phúc hay căm hờn, nghe những giọt của đời ta ấm thôi. Dù tạc hơi quyết không hề phản bội, quê hương ta tỏi đá cũng than vang, dân tộc ta đội trăm mối nhục nhằn gây nể bụng cả năm châu bốn biển. Ngày chia tay anh vàng con vinh hiển, nhà lầu xe hơi sáng chiều say, cần gì nhớ những mùa thu mưa bay, mẹ khổ chờ con quên cố xứ. Anh có biết đã bao người tự tử trong ngục tù vì dân tộc quê hương, đã bao người còn tôi luyện súng thương, đã bao người ngày đêm quyết tử. Kêu một anh hùng cờ vất muôn nơi, cùng đất hứa hẹn ngày mai đại thắng. Dù quê mình chôn xác người không tắm chiếu, lũ bò vàng nghển sừng hút cuồn điên trên đường, dù bị lùa đi cầm súng đỡ đàn cướp đất nước xứ người, phải buộc miệng chửi thằng cha mất dạy, đã chết rồi mới hiểu hai chữ từ đó,
thế nào là giải phóng. Dù một ngày phải chiều 23 giờ giới nghiêm, vợ chồng con cái uống nước lã cầm hơi, em phải sống như anh đã sống, như một hẹn thề cho ngày mai cờ tự do tung bay trên quê hương Việt Nam. Mời đồng bào và các bạn nghe sau đây ca khúc 3 Trường Hằng Ca 30 tháng 4 qua tiếng hát Trương Công. Nhận tâm cười ngạo nghễ,
em hiên ngang đứng lên nhìn thượng đế, không cầu xin ân huệ lòng người. Mẹ cha thành cây khô tối từng đêm bạc trắng, mắt mù lòa biển mặn, trái đất nổ tan tành. Máu trào ra đen đặc, bỗng biến thành kẻ ác thù, anh gầm hơn thú dữ. Từng biên giới xúc động, tu hú hay lời em gọi hời về chứng kiến những đâm mồ sông đen. Em không còn thắc mắc định mệnh nào đã thắt sợi dây thừng cho em lên thiên đàng của rằng. Có bia nào không rách, tuổi xanh nào không phai, trên nỗi buồn gai góc thiên thu còn những ai. Đêm nay ta cưỡi cuồng phong bay vào huyền không tìm em chín cõi. Vỗ tay tấm động, lịch sử kêu gào trên đỉnh cao sinh tử. Em hát nghêu ngao bên bờ mê lụy, thương đời mang trà. Em không còn lo sợ thiên la địa vọng, em không còn chóng mặt lũ người ngợm dã man. Em đi thật thanh thang, nụ cười thơm trăng vàng, quên đời là chấm ngọt hay là một chấm than. Hãy khóc lên hỡi quê hương yêu dấu, đã bao người đi quên mất cội nào. Bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan, chính khách, cao ốc đô la sẽ rất tâm hồn. Em xử anh bôn ba với hoài bão, vì tiền đồ của dân tộc ông cha, đem tài trai quyết giành lại sơn hà, thế mới đáng bậc trưởng phu quân tử. Em cứ ngỡ anh ngày đêm thao lược, cổ vũ anh hùng khắp cả năm châu, bàn bạc quân cơ trên lương sơn bạc, phấn khởi hẹn ngày trừng trị quỷ hương. Em nghĩ anh không là vườn giả áo, bởi mày gươm đang tính chuyện phi thường. Dáng vượt chung dương khinh bao thử thách, thì xả gì phải chết cho quê hương. Những tháng ôi thảm năm nơi đất khách, bến chân trời anh cứ mãi truy quan. Lời thề xưa đến vào mê dị, quên hết rồi 50 triệu đau thương. Hãy khóc mãi hỡi quê hương yêu dấu, chúc cho người may mắn đã sang sông. Em cúi xuống khô con vừa
nào khi người chồng đã quất ngựa thì không. Ra đi vì không chấp nhận làm người bốn chân, sẵn sàng dấn thân và hy sinh cho lý tưởng, bởi quê hương còn đó. Người tị nạn hãnh diện ngẩng mặt trả lời một câu hỏi của bạn đồng minh: nếu tôi trả anh về. Nếu tôi trả anh về, câu trả lời không khó anh ơi. Anh có hiểu Việt Nam nước tôi, ngày tháng nào trực thăng vụt lên vội vã, anh không kịp xách vali tư giã với chiếc nón đồng minh, bỏ vợ Việt Nam đứa con lai Mỹ. Xin anh hãy xét kỹ, chúng tôi thua hay các anh thua, Việt Cộng thắng hay bàn tay nào thắng. Nếu tôi trả anh về, câu trả lời không khó anh ơi. Nếu anh trả tôi về, các nào cái chết Kennedy, thế giới vô cùng xúc động. Như người mù muốn xem hình bóng, như trái tim anh rỉ máu tình. Nếu tôi trả anh về, câu trả lời không khó anh ơi. Anh có hiểu Việt Nam nước tôi, buôn người lấy vàng hàng đầu chính sách, chiến dịch giết người quá đỗi tinh vi, và mạng sống được tính bằng ám hiệu. Nếu tôi trả anh về, câu trả lời không khó anh ơi. Anh có hiểu Việt Nam nước tôi, đau tim trở thành quốc bệnh, bởi e trời không mưa mà tiếng sét vạn động giáng xuống bất ngờ như phủ chụp giấc mơ. Nếu anh trả tôi về, Hồng Hà Cửu Long nguyện thề, cùng Trường Sơn khoác áo ra đi, chối từ đứa con vô thừa nhận, thà làm cha ngu si, mẹ Việt Nam suốt đời ân hận. Nếu anh trả tôi về, anh sẽ thấy Việt Nam nước tôi trố mắt nhìn kỳ lạ, lòng nhân đạo cặn bạ không có trong thánh kinh. Nếu anh trả tôi về, hãy xin hộ tôi chỗ nằm trên đất Thái. Anh vui lòng tiễn tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, vì quãng tôi không còn ai, còn ai. Hay chính anh, người đứng ngoài sông sắt, cười hoặc khóc cho tôi giọt nước mắt tan thôi. Nếu anh trả tôi về, ban
xin anh đưa tôi trở lại hôn kỷ niệm lên bờ đất Thái, ôm ván thuyền cánh chảy máu mũi. Tôi la hét vợ con ơi đâu rồi? Nếu anh trả tôi về, câu trả lời không khó anh ơi. Nếu không là kẻ thù, xin anh đừng hỏi tôi câu đó. Ôi trả lời vô giá lắm thôi. Nếu tôi trả anh về, câu trả lời không khó anh ơi. Tôi sẽ về với đồng bào đồng đội trên con đường đi đến chiến khu. Nếu anh trả tôi về, còn gì để nói anh ơi? Tình người của Chúa ban cho. Nếu anh trả tôi về, còn gì để nói anh ơi? Hai chữ tự do xin vui đem từ đây. Ngày anh đi, anh nâng ly độc dược. Tôi mặc áo tù binh thay áo tang. Bằng những đống thảm khốc của con thú bị thương, giấy rụa trong ô nhục. Chiến hữu quốc đông trên bước đường cùng bị truy nã, đã phổ trích Trường Hận Ca 30 tháng 4. Xin giới thiệu ca khúc 1 Trường Hận Ca qua tiếng hát Luca, Trương Công và Phí Liễu. Tháng tư ngày hòa bình hay ngày tan dân tộc, ngày lên thiên đàng hay xuống điều. Hỡi đồng bào ơi, hỡi bạn bè ơi, cúi mặt mà đi như bóng ma ơi, cúi mặt mà đi như bóng ma. Trên đôi mắt người tù xanh sao, trên đôi mắt người tù mưa màu, mưa thì mưa không xanh cây lá, chờ người về Bắc hoa rào. Trên đôi mắt người tình khát khao, bao nhiêu năm nhục mình chờ nhau, chờ nhau không chia khôn nồng ấm, chờ nhau trong cái xếp nhẹ nhàng. Vang gọi hãy chờ tôi nhé.
thức chung dương dày để sóng gầm lên chuyên đất trời. Bao giờ phát tăng tin cho người về đã hồi liên hoan cho người về quên mình đã công vì tự do bị kẹp trong lòng. Biết bao giờ mặt trời sẽ mong cho toàn dân vùng dậy phật cờ. Biết bao giờ về miền đất xưa cho ngày mai ca khúc khẽ hòa. Biết bao giờ phát tăng tin cho người về đã hồi liên hoan cho người về quên mình đã công vì tự do bị kẹp trong lòng. Biết bao giờ mặt trời sẽ mong cho toàn dân vùng dậy phật cờ. Biết bao giờ về miền đất xưa cho ngày mai ca khúc khai hòa. Trân trọng cảm ơn các bạn và đồng bào vừa nghe xong băng thơ trích tập Trường Hận Ca 30 tháng 4 của Lê Phục Quốc. Người viết hy vọng đây là một hạt cát góp phần làm nền vào sự nghiệp phục quốc của dân tộc. Năm năm đã trôi qua từ ngày Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản. Để tưởng nhớ những tháng ngày đau thương của toàn dân tộc và để cùng tưởng niệm đến anh linh của các anh hùng tử sĩ, những người đã bỏ mình hy sinh cho tự do dân tộc, đến tất cả con dân Việt Nam, những người đã ngã xuống trong cuộc chiến, những người đã vùi thân giữa đại dương bao la, trong những cánh rừng già xuyên biên giới, trên bước đường vượt biên tìm tự do. Trân trọng kính mời quý khán giả cùng chúng tôi lượt lại một số các biến cố trọng đại của người dân miền Nam sau tháng 4 1975. Tám giờ sáng ngày 30 tháng 4, Tổng thống Dương Văn Minh và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa hạ lệnh đơn phương ngừng bắn, sẵn sàng đón quân đối phương vào Sài Gòn để bàn giao chính quyền. 9 giờ sáng, chiếc trực thăng cuối cùng của Hoa Kỳ rời khỏi nóc tòa đại sứ. Tướng Trần Văn Trà ra lệnh cho quân giải phóng tiến vào Sài Gòn từ năm hướng. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 1975, xe tăng T-64 mang số hiệu 843 hút nghiêng cổng phụ và bị kẹt tại đó. Viên chỉ huy chiếc xe nhảy xuống cầm cờ chạy bộ vào Dinh Độc Lập. Trong khi xe tăng mang số hiệu 390 hút tung cánh cửa chính của Dinh Độc Lập, 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa trên nóc Dinh Độc Lập được thay bằng lá cờ màu đỏ xanh của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Cùng lúc này, lực lượng đột kích thuộc Quân đoàn 2 và Việt Cộng nằm vùng tiến vào Dinh Độc Lập tiếp cận với Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, ông Dương Văn Minh, cùng tất cả những nhân vật chủ chốt của nội các chính quyền Sài Gòn. Tổng thống Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. 12 giờ trưa, Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu được đưa lên chiếc xe Jeep để đến Đài Phát thanh Sài Gòn. Tại đây, Tổng thống Dương Văn Minh đã đọc tuyên bố đầu hàng. Chiến tranh kết thúc. Ngay buổi chiều 30 tháng 4, Đài Phát thanh Giải phóng của Việt Cộng loan báo: kể từ nay, thành phố Sài Gòn được cải danh là thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, tôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi.
những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn kể từ ngày hôm đó, 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn đã mất tên. Sài Gòn không còn nữa. Và cũng kể từ ngày hôm đó, tại miền Nam Việt Nam, tự do không còn nữa. Thế rồi những năm tháng sống dưới chế độ cộng sản bắt đầu đến với người dân miền Nam. Hết chiến dịch đổi tiền, chính sách lương thực, hộ khẩu, đến chính sách học tập cải tạo đối với ngụy quân, ngụy quyền, chiến dịch đánh tư sản mại bản, chính sách kinh tế mới, vân vân. Nhiều nữa không kể hết. Chính sách nào của Việt Cộng cũng làm cho người dân miền Nam khốn đốn, dìm sâu con người đến tận bùn đen. Chúng tôi kính mời quý vị cùng nghe một trích đoạn từ bài viết của nhà văn Bùi Bích Hà, một nhà văn đang làm việc và sinh sống tại miền Nam California. Một giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh lên tiếng trên đài truyền hình quốc gia, kêu gọi binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, mọi đơn vị, quân chủng, ở mọi nơi, buồn khí giới vì bộ đội miền Bắc đã vào tới Sài Gòn. Chính phủ đã đầu hàng và đang tiến hành thủ tục bàn giao. Mặt đất như treo nghiêng dưới chân mọi người và Sài Gòn im sững trong bàng hoàng, tê dại. Người ta nhìn nhau, mắt ứa lệ, đau đớn hỏi nhau, thật không? Mà không thốt nên lời. Đó đây, súng nổ từng tràng ngắn hay từng viên bắn lên trời như những hơi thở cuối cùng của một quân đội lừng lẫy bỗng nhiên tan rã. Xe thiết giáp nằm nghênh ngang ở những khúc đường từ ngoại thành vào, nắng lóe trên những dây đạn mới tinh còn nguyên. Quân phục, dây trận, nón sắt, ba lô, đồ hộp ăn dở vứt tung tóe trên mặt đường nhựa. Những ủ rác không có nhân viên ti vệ sinh làm việc cao nghều ở nhiều góc phố. Nắng trưa làm bốc mùi và ruồi nhặng bay vù vù. Trong thoáng giây, Sài Gòn phồn hoa thanh lịch trở nên hoang tàn, bệ rạc. Bộ đội Bắc Việt như những cái xác ve trong bộ quân phục bèo nhèo bằng vải màu dưa cải, đi thành đàn ngơ ngáo trên các vỉa hè. Thành phần Nam Vùng và thành phần 30 đeo băng đỏ trên cánh tay bắt đầu hướng dẫn lực lượng tiếp quản xâm nhập các khu phố, dùng loa phóng thanh kêu gọi dân chúng yên tâm sinh hoạt bình thường. Trẻ con các xóm bình dân túa ra đường, tò mò nhìn những anh lính mới. Khủng hoảng tinh thần đầu tiên của cư dân Sài Gòn cũ là việc kiểm kê văn hóa phẩm tàn dư của Mỹ ngụy trong mỗi nhà. Đội thanh niên băng đỏ ngang nhiên vào nhà dân sục sạo, lấy đi hết sách báo không cần biết giá trị thế nào, đem ra vun đống ở một góc phố, rồi hò reo nổi lửa đốt. Một chính thể chủ trương đốt sách thì chắc chắn thành phần lãnh đạo phải thập phần ngu dốt. Để tránh hậu họa, nhiều gia đình đành tự tay thiêu hủy cả các thư từ hình ảnh cá nhân, ghi dấu cuộc chiến chống cộng của người thân yêu, những kỷ niệm vô giá của một quãng đời không thể nào quên của họ. Sáng mùng 1 tháng 5, công chức các nha, sở và bộ được lệnh tập trung tại nhiệm sở. Thầy, cô giáo dạy các cấp, lớp tập trung tại trường chờ lệnh mới. Những ngày tiếp theo, Sài Gòn hoang vắng và im lặng một cách khác thường. Đường phố không còn áo dài, quần xòe. Mọi người không ai bảo ai, tự động rút vào trong nhà, không ra ngoài nếu không có gì bắt buộc. Tiệm buôn nếu không đóng cửa thì dẹp bớt hàng hóa và buôn bán cầm chừng. Các vỉa hè xung quanh chợ Bến Thành ra tới đường Hàm Nghi, la liệt những người buôn bán trải những tấm bạt bày bán đồ gia dụng cũ, mới đủ loại. Khách hàng đa số là cán bộ ngoài Bắc vào, cái gì cũng mua. Chợ chỉ họp chừng 10 ngày là hết sạch hàng hóa. Các bà nội trợ đi chợ bảo nhau, dùng giỏ lác để không ai thấy bên trong đựng những gì. Công an khu vực mặc quần áo thường dân, tòa vào các tư gia, nói là để làm quen, nhưng sự thật là để dò dẫm, kiểm soát sinh hoạt của dân chúng. Họ như những bóng ma, thoát biến thoát hiện không báo trước, vào giờ cơm hay giờ nghỉ ngơi để biết thực lực kinh tế của từng nhà. Tình cảnh ấy sẽ còn tiếp diễn kéo dài trong suốt những năm sau đó. Nỗi nhục nhã ê chề của những người lính từng cầm súng chống quân xâm lược cộng sản Bắc Việt
nay đến thời điểm lâm vào cảnh cá chậu chim lồng. Tất cả các chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải buông súng và sống trong cảnh phập phồng. Ngày 30 tháng 4 1975, cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam lập ra Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Và trong thời gian 15 tháng, Cộng Hòa miền Nam đã là một quốc gia độc lập quản lý miền Nam Việt Nam kể từ 30 tháng 4 1975 đến 2 tháng 7 1976. Ngày 4 tháng 5 1975, tức chỉ 5 ngày sau khi chiếm được Sài Gòn, Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn và Gia Định đã được Cộng Hòa miền Nam thành lập để tiếp quản miền Nam Việt Nam. Ủy ban này đã yêu cầu tất cả các cựu quân nhân, nhân viên và quan chức chế độ Việt Nam Cộng Hòa phải trình diện tại địa phương. Đến ngày 31 tháng 5 1975, đã có 44.369 người đến ghi danh. Ngày 11 tháng 6 1975, Ủy ban quân quản ra quyết định mở các lớp học tập cải tạo. Đây là đợt học tập cải tạo đầu tiên. Sĩ quan cao cấp từ tá đến tướng, bên chính quyền với những vị công cử đầu não cùng với các vị dân cử trong quốc hội, hội đồng tỉnh, các giới chức lãnh đạo, các đảng phái chính trị và các tu sĩ có thạch tính chống cộng. Sau đó, Việt Cộng đã lùa hết quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa vào rọ. Trại tù cải tạo được thiết lập trên khắp lãnh thổ từ miền cuối Việt, Cà Mau đến tận cùng cực Bắc Lào Cai, Sơn La. Cả nước là một nhà tù khổng lồ. Đây quả là một giai đoạn lịch sử bi thảm nhất trong hơn 4.000 năm văn hiến của dân tộc Việt Nam. Đến đầu và giữa năm 1976, Cộng hòa miền Nam đã ban hành hai sắc lệnh về những chính sách dành cho quân nhân, tướng lĩnh, nhân viên, công chức và các quan chức của Việt Nam Cộng hòa. Trong sắc lệnh số 2 CS/76 ban hành ngày 25 tháng 5 1976 về chính sách đối với tất cả những người làm việc trong quân đội, chính quyền và các tổ chức chính trị phản động của chế độ cũ theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong các điều 9, 10 và 11 của sắc lệnh này, nêu rõ những người thuộc diện bị tập trung học tập cải tạo chỉ phải tham gia tối đa là 3 năm kể từ ngày bắt đầu cải tạo. Họ có thể được trả tự do sớm hơn, nhưng không ai bị giữ quá 3 năm. Thế tuy nhiên, trong thực tế, đã có những sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải chịu cảnh tù đầy gần 20 năm. Theo các con số thống kê, sau năm 1975 ở miền Nam đã có hơn 1 triệu người thuộc diện phải ra trình diện. Riêng ở Sài Gòn có 443.360 người ra trình diện. Số này có 28 viên tướng, 362 đại tá, 1.806 trung tá, 3.978 thiếu tá, 39.304 sĩ quan cấp úy, 35.564 cảnh sát, 1.932 nhân viên tình báo, 1.469 viên chức cao cấp trong chính quyền và 9.306 người trong các đảng phái. Theo ông Phạm Văn Đồng, con số người phải trải qua giam giữ sau ngày 30 tháng 4 1975 là hơn 200.000 trong tổng số 1 triệu người ra trình diện. Tính đến năm 1980, chính phủ Việt Nam xác nhận có 26.000 người vẫn còn bị giam trong các trại tù. Tuy nhiên, một số quan sát viên ngoại quốc ước tính có khoảng 100.000 đến 300.000 người vẫn còn bị giam. Ước tính của Hoa Kỳ cho rằng khoảng 165.000 người đã chết trong khi bị giam giữ. Theo Aurora Foundation, thì việc bị giam giữ dài hạn thường bị chuyển từ trại này qua trại khác để có dụng ý chia tách để tù nhân không liên kết với nhau được và đường dây liên lạc với gia đình trở nên khó khăn. Tháng 3 năm 1981, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã công bố một bản báo cáo dài 26 trang, tóm lược tình hình của những tù nhân bị giam giữ tại các trại tù cải tạo khắp cả nước. Bản báo cáo này còn bao gồm như các phúc đáp và trả lời qua lại giữa tổ chức này và chính quyền Cộng sản Việt Nam trong năm 1980. Báo cáo của Ân xá Quốc tế cho rằng, việc nhà nước Việt Nam tiến hành bắt bớ các cựu quân nhân, nhân viên và quan chức Việt Nam Cộng Hòa cùng với những người bất đồng chính kiến khác cũng như giam giữ họ liên tục không thông qua xét xử từ năm 1975 cho đến năm 1979 là một sự vi phạm quyền con người nghiêm trọng dựa theo luật nhân quyền quốc tế. Trước hết thì Ân xá Quốc tế cho biết là họ luôn có mối quan ngại về tình hình của các cựu quân nhân, nhân viên và các quan chức Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 1975.
Trong thực tế thì các trại cải tạo được thiết lập không khác gì các trại giam thông thường. Thế nhưng, những người bị đưa vào đây vốn không hề bị cáo buộc bất kỳ một tội danh nào, cũng như không được đưa ra truy tố hay xét xử theo luật định. Họ bị đưa đi học tập cải tạo chỉ vì họ đã tham gia vào quân đội hoặc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Muốn chấn lột tư sản một thời nuôi béo cách mạng, chính phủ đã tuyên bố vai trò lịch sử của tư sản đã hoàn thành. Bây giờ chuyển sang vai trò xây dựng đất nước. Hãy tự nguyện đóng góp trước khi nhà nước áp dụng chính sách. Quá hiểu nhà nước muốn gì, có người đưa hết tài sản để đổi lấy mấy tấm giấy xuất cảnh. Có người giao hết cửa hàng cửa họ về quê làm ruộng. Các chủ doanh nghiệp thì xin liên doanh với chính phủ để cù cưa tìm cách gỡ gạc, biết trước sau cũng trắng tay. Hoa Kiều Chợ Lớn đề nghị hiến số vàng thật lớn cho chính phủ, đổi lấy việc cho họ đóng tàu vượt biển cùng thân nhân và gia đình trong các chuyến đi gọi là bán chính thức. Các Hoa Kiều tưởng lầm họ khôn hơn Cộng sản, không biết rằng Cộng sản ma mãnh hơn hẳn họ. Tàu ra khơi chừng vài hải lý đã có tàu công an chờ sẵn để yêu cầu hành khách đổi tàu. Lý do là tàu của các Hoa Kiều này ngoài hành khách còn rất nhiều vàng giấu trong các khoang tàu. Các đợt đánh tư sản cướp bóc người dân miền Nam được Cộng sản Hà Nội cho ký số X1, X2 và X3. Đợt cướp X1 được bắt đầu vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 1975, xảy ra khắp 17 tỉnh thành miền Nam và thành phố Sài Gòn. Đợt cướp này chủ yếu nhắm vào nhà của các cư dân thành thị, tịch thu nhà và cưỡng bức toàn bộ những nạn nhân phải đi về vùng kinh tế mới, sống đói khổ như phát xít Đức đã từng làm khi tống cổ người Đức gốc Do Thái vào trại tập trung. Đợt cướp X1 này, những người dân Việt gốc Hoa vốn đã di dân vào miền Nam Việt Nam từ cuối triều Minh, đầu triều nhà Thanh bên Tàu, sinh sống thành công tại miền Nam ngót nghét hơn 200 năm. Máu và nước mắt oán hờn ngút trời cho một vùng đất hiền lành phải chịu oan khiên tàn nát. Đợt cướp X2 được Cộng sản Hà Nội tiến hành từ tháng 3 năm 1978 và được kéo dài cho đến sau đổi mới, tức là vào khoảng năm 1990 thì mới chấm dứt. Đợt cướp này chủ yếu nhắm vào tư thương, tiểu tư sản, các thành phần sản xuất nhỏ vốn rất đa dạng và phồn thịnh trong nền kinh tế tự do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khuyến khích hậu thuẫn cho quốc dân từ bấy lâu. Nền công nghiệp nhẹ, sản xuất đồ xài gia dụng trong nhà của Việt Nam đã hoàn toàn chính thức bị phá hủy. Các nhà máy nhỏ sản xuất nhu yếu phẩm như đường, bột giặt, giấy, v.v. bị tê liệt vì chủ nhân bị Đảng Cộng sản Việt Nam quốc hữu hóa và bị đẩy vào tù. Riêng về chỉ thị 43 của Bộ Chính trị Cộng sản Hà Nội vào tháng 5 năm 1978 đã quốc hữu hóa toàn bộ đất đai của nông dân miền Nam vào tay nhà nước Cộng sản thông qua hình thức tập đoàn sản xuất, dẫn đến nạn đói năm 1979 ngay liền sau đó vì lúa gạo và các sản phẩm nông nghiệp bị sút giảm toàn diện tại miền Nam. Tình trạng cướp bóc của Đảng Cộng sản Hà Nội ở nông thôn miền Nam càng kinh khiếp và dữ dội hơn ở Sài Gòn, dù không ồn ào bằng. Tổng số lúa mà nông dân miền Nam bị Đảng Cộng sản Hà Nội vơ vét để chở ra ngoài Bắc, không thông qua quy chế thu mua, được loan truyền là vào khoảng 4 triệu tấn gạo vào đầu năm 1978. Trên đài phát thanh Hà Nội khi ca ngợi thành tích đánh tư sản của các đảng bộ địa phương miền Nam. Đương nhiên, con số chính thức được các nông dân kêu ca là lớn hơn nhiều. Sang đến năm 1979, Võ Văn Kiệt đã phải phỉnh lừa làm bộ giả nhân giả nghĩa, loan báo thu mua lúa từ nông dân với giá cao gấp cả ngàn lần giá quy định của nhà nước để cứu vãn tình thế bất mãn không còn dằn được nữa từ nông dân miền Nam trước những đợt cướp lúa từ năm 1977 trở đi. Song song với chiến dịch X2 là chiến dịch X3, đặc biệt tập trung tại Sài Gòn, với một âm mưu kín đáo từ Bộ Chính trị là trục xuất tất cả người dân Sài Gòn cũ ra khỏi nơi ở của mình để bắt kỳ hóa thành phố Sài Gòn. Sau chiến dịch X3, hàng ngàn gia đình cán bộ Cộng sản miền Bắc đã vào Sài Gòn sanh sống trong những ngôi nhà ở miền Nam bị tịch thu. Theo thừa nhận ngắn ngủi từ báo Sài Gòn Giải Phóng và báo Công an Việt Cộng, khi bàn đến vấn đề trả lại nhà cho những đối tượng bị đánh tư sản oan ức vào tháng 9 năm 1989, ước tính lên đến khoảng 150.000 người thuộc gia đình cán bộ gốc miền Bắc
đã vào Sài Gòn sinh sống trong những ngôi nhà của dân miền Nam bị tịch thu. Đỗ Mười, sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, lúc bấy giờ đã thay thế ông Nguyễn Văn Linh làm trưởng ban cải tạo Trung ương vào ngày 16 tháng 2 năm 1976, là người chỉ huy trực tiếp cuộc cướp bóc này. Trong chiến dịch, số lượng người Sài Gòn phải bị mất hết tài sản và bị cưỡng bức đi kinh tế mới là khoảng 600.000 người, tạo ra một sự hoảng sợ, hoang mang chưa từng có trong lịch sử phát triển Sài Gòn qua các triều đại. Cuối đợt X3, ghi nhận của Cộng sản Hà Nội là có khoảng 950.000 người Sài Gòn bị cưỡng bức đi kinh tế mới. Sức mạnh kinh tế Sài Gòn tự nhiên đã bị phá hoại đến kiệt quệ hoàn toàn sau chiến dịch X3 do Đỗ Mười thực hiện trực tiếp chỉ huy. Hơn 14.000 cơ sở tiểu thủ công nghiệp tại Sài Gòn rất cần cho nền kinh tế quốc dân, với khoảng 270.000 nhân công hoàn toàn bị cướp trắng, đóng cửa. Tiến trình phát triển công nghệ của đất nước trong tự cường hoàn toàn không còn hy vọng để phục hồi. Riêng về tổng số vàng, nữ trang mà Cộng sản Hà Nội thẳng tay cướp bóc người dân Việt Nam được các báo đài của đảng thừa nhận lên đến 4.000 lượng vàng. Nhưng đây chỉ là con số lượng tượng trưng tính riêng ở Sài Gòn từ tháng 5 năm 1977 qua đến tháng 2 năm 1978 mà thôi. Cộng sản Hà Nội đã cướp cả thảy trên dưới gần 35.000 lượng vàng, tính luôn cả nữ trang và kim cương, trong những đợt đánh tư sản cướp bóc thẳng tay lên đầu, lên cổ nhân dân miền Nam. Trung bình mỗi người dân miền Nam nằm trong đối tượng bị đánh tư sản mất trắng khoảng 9 lượng vàng, không tính đất đai, nhà cửa, phụ tùng thiết bị, đồ cổ và các tài sản khác. Trữ lượng vàng của tất cả người dân miền Nam có thể lên đến 250.000 lượng vàng, tính đến năm 1975. Công việc trấn lột của cải, mồ hôi nước mắt của người dân tiến hành không sót một ai trên khắp miền Nam. Như câu ca dao đã nói, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Việc đầu tiên của các nhà đại cách mạng từ miền Bắc vào là bỏ túi những thứ đã cướp được cho chắc ăn. Họ ăn trắng mặt trơn cho bỏ những ngày bữa no, bữa đói. Và họ mua tất cả đất để xây nhà, xây dinh thự, xây cả sinh phần, lăng tẩm. Mặc kệ con đường Catina lộng lẫy ngày xưa đã đổi thành tự do, mà đến hết năm 1985, ban đêm vẫn tối om, không có cả một ngọn đèn vàng. Đất nước trở thành một thứ công ty cho họ mặc sức chia nhau khai thác lấy lợi tức từ rừng xuống biển, từ cao nguyên xuống đồng bằng, từ thị thành đến thôn quê. Theo các chuyên gia của Liên Hợp Quốc về kinh tế, Việt Nam tụt hậu hơn 50 năm về kinh tế vì các chính sách đánh tư sản này của Cộng sản Hà Nội lên đầu người dân miền Nam. Việt Nam là quốc gia nghèo đứng hàng thứ 3 trên thế giới vào năm 1985. Cho đến giờ phút này, người dân Việt Nam vẫn chưa thực sự có quyền tư hữu, mà chỉ có quyền sử dụng. Nghĩa là thảm họa bị đánh tư sản trong quá khứ vẫn treo lơ lửng trên đầu người dân Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, chiếu theo luật pháp hiện hành của Cộng sản Hà Nội. Kinh tế của Việt Nam mãi cho đến năm 1997 mới thực sự khắc phục được một phần hậu quả của 10 năm quá độ đánh tư sản mang đầy cướp bóc ngu xuẩn do Cộng sản Hà Nội tiến hành từ năm 1976 cho đến năm 1987. Từ năm 1987 cho đến năm 1997, Hoa Kỳ đã nhắm mắt làm ngơ cho những người Việt di tản hay vượt biên định cư tại Mỹ gửi tiền hàng ồ ạt về cứu đói thân nhân mình và vực dậy sự sinh động về kinh tế vốn có ngày nào của miền Nam. Tổng số ngoại tệ gửi về lên đến 8 cho đến 15 tỷ Mỹ Kim mỗi năm trong suốt 10 năm đó. Sang đến năm 1989, báo Sài Gòn Giải Phóng tự hào Sài Gòn chịu 90% ngân sách của cả nước và bắt đầu tiến hành trả lại nhà cho một số nạn nhân bao năm trời khổ ải, đói rách, cũng như bắt đầu bàn tới vấn đề cho phép các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa được bán nhà, vốn hầu hết đã bị tịch thu nếu ra đi theo chương trình HO. Trong khi các sĩ quan quân đội miền Nam bị lừa vào các trại cải tạo học tập không hẹn ngày về, vợ con của họ ở nhà cư xá bị cưỡng bức đi kinh tế mới với lời hứa láo toét là sẽ cho chồng về sớm. Đàn bà, trẻ con chân yếu tay mềm, sức vóc đâu mà khẩn hoang ở những nơi chó ăn đá, gà ăn muối, không có cả nước sạch để uống, thậm chí để vệ sinh tắm rửa. Trẻ con cháy rận, ghẻ lở, cày sâu cuốc bẩm cỡ nào cũng không có nổi củ khoai mì. Trốn về thành phố thì không có nơi cư ngụ, ngày ngày phải bươn chải ở các khu vực chợ trời, tối lại vạ vật ở lề đường xó chợ,
ốm đau không thuốc men, con cái không được đi học. Để sống còn thì những đứa con lớn đã phải đi thanh niên xung phong, phải tham gia lao động không công cho chính quyền dưới mọi hình thức, phá rừng, vỡ đất, sản xuất nông phẩm. Khi cần thì ra trận đánh nhau như trong cuộc chiến biên giới năm 1979. Tất cả những ai tại Sài Gòn bị Đảng Cộng sản Hà Nội cướp nhà, tịch thu tài sản đều phải đi về vùng kinh tế mới, là những nơi mà cơ sở hạ tầng cho sinh hoạt chưa được xây dựng. Nơi đó chưa có điện nước, trường học và bệnh xá. Hơn 600.000 nạn nhân bị cưỡng bức qua đêm phải rời khỏi Sài Gòn về những khu vực kinh tế mới và bỏ lại tất cả tài sản của mình, từ nhà ở, của cải, đồ đạc cho Đảng Cộng sản quản lý và cướp hết. Chỉ tiêu mà Việt Cộng đề ra là phải đưa đi cưỡng bức khoảng gần 1 triệu người Sài Gòn ra các vùng kinh tế mới. Thế là cả triệu người dân Sài Gòn đột nhiên lâm vào cảnh đói kém trầm trọng, như là đòn trả thù hữu hiệu của chế độ Cộng sản Hà Nội đối với những người dân bị liệt vào thành phần không phải là cách mạng, ngụy quân, ngụy quyền và tiểu tư sản. Ước tính đã có khoảng 300.000 trẻ em bị thất học vì sống tại các khu vực kinh tế mới này. Người dân miền Nam, cả triệu người đang sống sung túc, bỗng phải lao vào chịu đói kém, khổ sở chưa từng có. Nạn đói kém tràn lan khắp mọi nơi, mọi nhà, trước thảm cảnh cướp bóc này của Cộng sản Hà Nội. Hàng vạn người dân Sài Gòn đã phải bỏ trốn khỏi các vùng kinh tế mới, đi ăn xin trên đường về Sài Gòn, đói rách khổ sở. Đây là thời kỳ khốn khổ bi đát nhất trong lịch sử phát triển Sài Gòn. Tháng 4 năm 1977, Cộng sản Hà Nội ban hành quyết định mang số 111/CP do Phạm Hùng ký, nhằm vào việc tịch thu nhà cửa đất đai của nhân dân miền Nam một cách công khai. Quyết định 111/CP của Cộng sản Hà Nội là một tài liệu chứng cứ quan trọng đối với sử học cho tội ác cướp bóc của Cộng sản đối với nhân dân miền Nam Việt Nam. Quyết định này là nguồn gốc của mọi khổ đau, nghèo khó của người dân miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, và là lý do Việt Nam bị tụt hậu về mọi mặt. Điều thứ tư của quyết định 111/CP đã cho thấy rõ gia đình thân nhân của các anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải chịu mất nhà mất cửa rất thê thảm. Mọi quy chụp là phản động hay ngụy quyền thì coi như là bị tịch thu nhà cửa. Dòng chữ cuối cùng của khoản 2, điều 4 của quyết định 111/CP có ghi rõ là nhà cửa đất đai của các thành phần sau đây bị tịch thu. Trong ngoặc kép, các phần tử át ôn, mật vụ, tình báo, chiêu hồi, cố tình phản cách mạng. Đóng ngoặc kép, bởi không có định nghĩa rõ ràng thế nào là thành phần ác ôn, cho nên các viên chức cán bộ Cộng sản tha hồ kết tội thường dân vô tội và là thành phần ác ôn của ngụy quyền trong ngoặc kép để tự tư lợi cướp bóc nhà cửa cho riêng mình, không cần tòa án nào xét xử cả. Ai ai cũng có thể là điệp viên CIA hay là có lý lịch ba đời liên quan đến ngụy quân, và điều đó có tư tưởng phản động và cần phải tịch thu nhà cửa dựa trên điều khoản này của quyết định 111/CP. Không khí hoảng sợ, đau thương, oán hận lan tràn khắp cả miền Nam. Ngay sau khi Cộng quân tiến chiếm Sài Gòn buổi trưa ngày 30 tháng 4 1975, Ban quân quản các ngân hàng đã tiếp thu Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và các ngân hàng khác với lượng tiền và vàng còn nguyên vẹn. Lời của ông Lữ Minh Châu, trưởng Ban quân quản các ngân hàng Sài Gòn Gia Định, người đã tổ chức tiếp quản tất cả số tiền vàng của chế độ cũ. Ngoài ra thì ông Châu còn xác nhận về 16 tấn vàng vẫn còn nguyên vẹn trong kho của Ngân hàng Việt Nam Cộng Hòa. Về tiền, ông cho biết, tất cả tiền và vàng dự trữ trong ngân hàng chúng ta đã tiếp quản nguyên vẹn cùng với đầy đủ hồ sơ sổ sách. Theo thống kê thì khối lượng tiền trong lưu thông thời điểm đó là 615 tỷ, gồm tiền mặt trong lưu thông 440 tỷ, còn lại nằm trong các tài khoản tiền gửi. Sau khi tiếp quản thì tài sản thuộc Ngân hàng Quốc gia được bàn giao tất cả trên Ngân hàng Trung ương Chính phủ Cách mạng lâm thời, mang tên Ngân hàng Quốc gia miền Nam do ông Trần Dương làm thống đốc. Theo Wikipedia, khi kiểm kê tiếp thu, trong kho hầm sắt của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam có 1.234 thoi vàng và một số tiền cổ bằng vàng, tức hơn 16 tấn. Đó là tài sản quý kim và tiền tệ của nước Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó, đến phiên tiền tệ của người dân được cướp đi bởi các cuộc đổi tiền.
Tuy nhiên khi ông cho biết trong kho dự trữ còn có 125 tỷ tiền in theo kiểu mới chưa phát hành. Riêng số bạc giấy này được lệnh phải thiêu hủy vì đó là số giấy bạc mà chính quyền Sài Gòn chuẩn bị để đổi tiền. Từ đổi tiền mà ông nói ở đây không cùng nghĩa vì đó là những tờ giấy bạc có mệnh giá lớn được in để chờ ngày phát hành. Ngày phát hành được cơ quan thẩm quyền của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa loan báo trước và đến ngày đó thì viện sẽ phát hành giao lượng giấy bạc này cho các ngân hàng hay những ngân khố để chi trả cho những người thụ hưởng hợp pháp đúng theo định giá. Đồng thời viện này cũng có thể chỉ định thu hồi các loại tiền khác để thiêu hủy. Ngày 21 tháng 9 1975, các đài phát thanh yêu cầu người dân phải về nhà trước 11 giờ tối để đợi thông báo quan trọng. 2 giờ ngày 22 tháng 9 1975, Đài loan tin về quy định đổi tiền và kéo dài thời gian giới nghiêm đến 11 giờ sáng. Việc thu đổi tiền Việt Nam Cộng Hòa được bắt đầu lúc 6 giờ sáng ngày 22 tháng 9 1975, chấm dứt lúc 6 giờ chiều cùng ngày tại Sài Gòn. Riêng tại các tỉnh xa xôi thuộc phía Nam, việc đổi tiền có hạn chót là ngày 30 tháng 9 1975. Với thể thức là hối suất 500 đồng Việt Nam Cộng Hòa ăn 1 đồng Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Mỗi gia đình chỉ được đổi 100.000 đồng cũ ra thành 200 đồng mới để tiêu dùng thường nhật. Phần còn lại nhà nước sẽ giữ. Đối với người dân Việt Nam, việc đổi tiền năm 1975 là một cú sốc đầu tiên mà chính quyền mới đã dành cho vùng đất này. Còn đang bàng hoàng trước những thay đổi về thể chế chính trị từ ngày 30 tháng 4 1975, chỉ chưa đầy 2 tháng sau là một sự kiện kinh tế tài chánh có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày tại miền Nam. Cũng như lần đổi tiền năm 1975, cuộc đổi tiền năm 1978 đã phá giá đồng tiền của Cộng hòa miền Nam Việt Nam đang lưu hành tại miền Nam. Tuy nhiên, tại miền Bắc, giá trị của đồng tiền vẫn giữ nguyên. Tại miền Nam, dù đã qua một lần đổi tiền vào năm 1975, nhưng đa số người dân vẫn bị bất ngờ vì lệnh đổi tiền lập lại 3 năm sau đó. Chính sách đổi tiền lần này chủ yếu nhắm vào giới tư sản miền Nam, nhưng trên thực tế, cuộc sống của mọi người, nhất là những người sinh sống tại miền Nam, đều bị ảnh hưởng. Năm 1978, nhà nước vẫn duy trì chính sách quản lý người dân bằng hộ khẩu. Nói một cách khác, hộ khẩu kiểm soát lương thực qua chế độ tem phiếu. Đến khi đổi tiền, hộ khẩu quyết định tiêu chuẩn định mức tiền được đổi, nên bi thảm nhất là những gia đình bỏ về từ những vùng kinh tế mới. Họ không còn hộ khẩu tại thành phố nên cũng không đủ tiêu chuẩn để đổi tiền. Cuộc sống hàng ngày vốn đã khốn khổ phải tạm trú nơi mái hiên, gầm cầu, đến lúc đổi tiền lại không có giấy tờ hợp pháp. Vào thời điểm 1978, mức sống của dân miền Nam vẫn còn cao hơn miền Bắc, nên tỷ lệ sở hữu tiền tiết kiệm của từng gia đình tại Sài Gòn nói chung vẫn cao hơn tại Hà Nội. Biện pháp đổi tiền có giới hạn chính là một hình thức san bằng giữa hai miền. Tuy nhiên, đa số người miền Nam vẫn có thói quen mua vàng hoặc là đô la thay vì giữ tiền mặt, dù việc mua bán vàng và ngoại tệ vẫn bị nhà nước nghiêm cấm vào thời điểm đó. Số lượng vàng còn lại tại miền Nam sau 1975 vẫn còn là một ẩn số. Nhưng qua các vụ vượt biên, người ta có thể nói tiềm lực vàng của người miền Nam vẫn còn rất mạnh. Trung bình một người vượt biên phải trả cho chủ tàu khoảng 3 cây, là một danh từ phổ biến để chỉ một lạng vàng. Nếu là một con tính nhẩm với gần nửa triệu người đến được bến bờ tự do hoặc bỏ thây ngoài biển cả, ta sẽ thấy một số vàng khổng lồ có trị giá hàng tỷ Mỹ Kim mà người miền Nam đã đổ vào các cuộc vượt biên. Có người còn vượt biên nhiều lần, điều này chứng tỏ tiềm lực vàng của người dân miền Nam là rất lớn. Sự kiện nạn kiều của người Việt gốc Hoa ra đi bán chính thức bằng đường bộ và đường thủy năm 1979 với giá trên 10 cây vàng một đầu người cũng là một minh chứng việc đánh tư sản không đạt được kết quả như mong muốn. Trong chợ lớn không thiếu gì những trường hợp người buôn bán nhỏ lẻ, thậm chí hành nghề ve chai, bán dạo vẫn có vàng để trả cho các chuyến vượt biên bán chính thức. Lần đổi tiền thứ 3 vào ngày 14 tháng 9 1985. Trước khi cuộc đổi tiền diễn ra lần thứ 3 thì đã có một số tin đồn loan ra trong số dân chúng. Ngày 12 tháng 9 1985, báo Tuổi Trẻ tại Sài Gòn đã đăng tải trang nhất của họ, bẻ gãy thủ đoạn tung tin đổi tiền của gian thương. Và đã viết, với sự tăng cường hiệu lực của bộ máy chuyên chính vô sản, mọi hậu quả tin đồn phải được thanh toán triệt để. Thông báo là thế, nhưng vào buổi sáng ngày 14 tháng 9 1985, các hệ thống loa phóng thanh đường phố loan tin đổi tiền.
Đó là sự khác biệt giữa biện pháp cho Cộng sản chủ trương và những sự đổi tiền ở những nước dân chủ mà chúng ta đã xem khi bắt đầu bài này. Trước vụ cướp đó, Phan Văn Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Sài Gòn viết báo biện luận đổi tiền là vì lợi ích của nhân dân lao động. Việc đổi tiền với tỷ lệ mới đã xóa bỏ tất cả những gì đã tích lũy bằng tiền mặt và đặt tất cả mọi người dân miền Nam vào một ngạch bằng nhau. Trên lý thuyết thì rõ ý bình đẳng, nhưng hậu quả kinh tế thì tai hại với nạn lạm phát lên đến hơn 700% năm 1986. Tình trạng lạm phát cao tiếp diễn sang đến tận thập niên 1990. Với đồng tiền mất giá, dân chúng cố mua vàng tích trữ, số tiền trong ngân hàng khi rút ra thì giá trị thấp hơn ban đầu, nên đã có những câu châm biếu: bán trâu tậu gà. Nếu xét về lương tối thiểu quy định năm 1985 là 220 đồng một tháng, thì 3 năm sau, 1988, đã tăng lên thành 22.500 một tháng, vì đồng tiền Việt Nam đã mất giá quá nhanh. Mời quý vị cùng theo dõi trích đoạn bài viết của tác giả Nguyễn Quốc Cường. Có lẽ trong lịch sử của nhân loại, ít khi nào có một cuộc di tản bi thảm và kéo dài như các làn sóng thuyền nhân rời Việt Nam kể từ sau năm 1975 cho mãi đến thập niên cuối cùng của thiên niên kỷ vừa qua. Sự phi lý của thảm kịch thuyền nhân Việt Nam còn nổi bật vì những người tị nạn Việt Nam đã phải rời quê hương ra đi để tìm quyền sống, trong khi tiếng súng đã không còn trên lãnh thổ của đất nước họ. Vào thời đó, khi niềm ước vọng hòa bình mà mỗi người dân Việt đều ấp ủ trong lòng từ bao nhiêu năm trời mới vừa ló dạng, đáng lẽ toàn dân tộc đã có thể nối tay nhau để cùng kiến tạo một đất nước đã phải chịu quá nhiều khổ đau và mất mát trong gần nửa thế kỷ khói lửa triền miên. Trái lại, lòng thù hận quá đà và niềm cuồng tín chủ nghĩa mù quáng của những người nắm quyền lực bằng súng đạn đã tiếp tục bao phủ đất nước và dân tộc trong một không gian đàn áp và khủng bố tàn bạo, khiến cho người dân miền Nam thời đó chỉ còn một lối thoát là lao mình ra biển cả để tìm con đường sống. Với một niềm hy vọng và một lời cầu nguyện, hàng chục ngàn gia đình gồm cả trẻ thơ và bô lão đã ra khơi hướng về những bến bờ hy vọng, bất kể những hiểm nguy mà có lẽ tất cả mọi người đã dự đoán được trước khi quyết định ra đi. Ngay từ cuối năm 1975, những đợt người tị nạn Việt Nam đã bắt đầu đến lánh nạn tại các nước liên bang. Vào những ngày đó, Thái Lan đã đón nhận 5.000 người tị nạn từ Việt Nam qua. Tại Hồng Kông cũng đã có 4.000 người tị nạn, Singapore 1.800 người và có vào khoảng 1.250 người cũng đã đến Philippines. Tháng 7 năm 1976, khi chế độ Hà Nội loại trừ bộ máy quản chế miền Nam của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam để thực hiện việc thống nhất hai miền, cưỡng chế người dân đi vùng kinh tế mới và tập trung cho 1 triệu người miền Nam vào các trại tù cải tạo, những làn sóng di tản bằng đường biển bắt đầu gia tăng. Và đến cuối năm 1977 đã có trên 15.000 người Việt Nam sang tị nạn tại các nước trong vùng Đông Nam Á. Cho đến năm 1978, khi nhà cầm quyền Cộng sản phát động chính sách cải tạo tư sản và tiếp theo đó là việc xua quân sang Campuchia và phải đương đầu với cuộc chiến biên giới với Trung Quốc, làn sóng tị nạn bằng đường biển đã tăng lên gấp 4 lần, với đa số người ra đi thuộc khối người Việt gốc Hoa, để sau đó được đưa sang định cư tại các tỉnh ở phía nam Trung Quốc. Vào cuối năm 1978, đã có 62.000 thuyền nhân người Việt tị nạn tại các nước Đông Nam Á. Riêng trong tháng 6 năm 1979, đã có trên 54.000 thuyền nhân Việt Nam đến tị nạn tại các nước kể trên. Những làn sóng tị nạn này đã khiến cho các nước trong khối Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Philippines, Singapore và Nam Dương tuyên bố không nhận thêm người tị nạn từ Việt Nam, khiến cho những đợt thuyền nhân đến sau đã bị xua đuổi, cấm không cho lên bờ. Cũng kể từ đó, con số thuyền nhân tử vong trên biển cả đã gia tăng. Sau những cuộc hành trình hải hùng lênh đênh trên các đại dương, một số thuyền nhân cũng đã đến được bến bờ tạm dung. Những lớp người này đã kể lại cho thế giới bên ngoài các mẫu chuyện liên quan đến những người cha, người mẹ đã phải chia nhau những hạt cơm rơi từ miệng các đứa con, đến chuyện chia nhau từng giọt nước quý hơn vàng được vắt ra từ miếng vải thấm mưa để đánh lừa những cơn đói khát triền miên, hay chuyện thương tâm về những người chết đã cứu được người sống với thịt máu của chính mình. Hoặc nữa là những chuyện nói nhỏ kể về những trường hợp phải đương đầu với hải tặc.
ngoài những mối đe dọa do sự đày đọa của con người đối với con người, những thuyền nhân này còn phải đương đầu với những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Những cơn phong ba bão táp đã khiến cho không biết bao nhiêu thuyền nhân làm mồi cho biển cả. Không ai dám phỏng đoán với mỗi người có cơ may đặt chân lên được bến bờ tự do là đã có bao nhiêu người hy sinh trên đại dương. Cuối cùng, làn sóng người tị nạn Việt Nam bằng đường biển đã viết lên thiên bi sử của thuyền nhân và những câu chuyện hải hùng của các vượt biển của những người tị nạn Việt Nam đã đánh động được lương tâm thế giới. Tháng 3, 1979, chương trình Ra đi có trật tự ra đời để cố gắng ngăn chặn những làn sóng vượt biển. Ngoài ra, cũng vào thời gian này, thì các chương trình cứu người vượt biển đã được một số các tổ chức thiện nguyện quốc tế phát động. Hai chiếc tàu cứu vớt thuyền nhân ngoài biển là Anamur do một tổ chức từ thiện Đức Quốc vận động năm 1979 và chiếc Lille de Lumière của tổ chức từ thiện Pháp Médecins du Monde điều hành năm 1980 đã cứu mạng được nhiều thuyền nhân Việt Nam lênh đênh ngoài biển cả trong khoảng thời gian từ 1979 cho đến năm 1990. Vào cuối năm 1988, đã có trên 110.000 thuyền nhân từ các trại tị nạn Á Châu hồi hương và được tái định cư tại những địa phương họ đã rời đi trước đây. Chương trình hành động toàn diện CPA của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chính thức chấm dứt vào ngày 30 tháng 6 năm 1996 đối với những trại tị nạn tại các quốc gia Đông Nam Á và vào ngày 30 tháng 6 năm 1997 tại các trại tị nạn Hồng Kông. Thảm kịch thuyền nhân Việt Nam chỉ thực sự chấm dứt năm 1999 sau khi chương trình tái định cư những thuyền nhân hồi hương theo chương trình CPA được hoàn tất. Theo thống kê, từ 1975 cho đến 2005, trong 30 năm đã có gần 3 triệu người Việt định cư trên 126 quốc gia trên toàn thế giới. Trong số người đi bằng đường biển có gần 1 triệu người vượt biên. Thống kê của các trại tị nạn Đông Nam Á năm 1995 là 839.200 người, kể cả 42.900 người đi bằng đường bộ. 11 năm trước vào một buổi chiều thứ Bảy, ngay giữa mùa 30 tháng 4 năm 2009, đánh dấu 34 năm người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do, hơn 1.000 đồng bào, lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, dân cử Việt-Mỹ đã cùng nhiều văn nghệ sĩ từ khắp nơi đổ về Nam California để tham dự buổi lễ khánh thành Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam được tổ chức long trọng tại Westminster, nơi được mệnh danh là thủ phủ tinh thần của người Việt tị nạn. Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam được xây dựng với hai mục đích. Tưởng niệm hàng trăm ngàn thuyền nhân đã tử nạn trên đường tìm tự do sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 và lưu truyền chứng tích để các thế hệ mai sau hiểu nguyên nhân tại sao người Việt hiện hữu tại Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ trên thế giới. Trước đó vài hôm, trong một phiên họp thường kỳ, toàn bộ thành viên Hội đồng thành phố Westminster đã bỏ phiếu 5-0 để thông qua nghị quyết 4228 công nhận đài tưởng niệm thuyền nhân là biểu tượng cho tự do. Nghị quyết 4228 viết, xét rằng kể từ khi kiểm soát toàn bộ Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, chế độ Cộng sản đã đàn áp nhiều người dân miền Nam Việt Nam, làm cho hàng triệu người phải liều mình bỏ nước ra đi bằng đường biển để tìm tự do cho chính mình, cho gia đình và thế hệ con cái. Xét rằng nhiều người yêu chuộng tự do bất chấp nguy hiểm này đã bỏ thân trên biển cả trước khi đến được bến tự do. Đài tưởng niệm thuyền nhân được Hội đồng thành phố Westminster xem như là một biểu tượng tự do và một tưởng nhớ đến những người đã bỏ mình trên biển. Ban tổ chức buổi lễ khánh thành cho biết, Đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam được thành hình phần lớn là do tâm nguyện của ông bà Thái Tú Hạp, Ái Cầm, một gia đình thuyền nhân đã cận kề cái chết trên đường vượt biển, có tâm nguyện khi đến một xứ sở tự do nào chắc chắn sẽ thực hiện tượng đài thuyền nhân này để nhắc nhở về hàng trăm ngàn người đã chết trên Biển Đông, những người đã không đến được bến bờ tự do. Và chính hàng trăm ngàn người chết trên Biển Đông đó đã đánh động lương tâm thế giới cứu vớt những gia đình đồng hương thuyền nhân Việt Nam đến được bến bờ tự do. Trong không khí tưởng niệm và nhìn lại những gì đã diễn ra suốt 45 năm qua, chúng ta cũng không thể quên đến những vị sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, các cảnh sát từ cấp tướng, cấp tá đã tuẫn tiết vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mời quý vị chúng ta cùng nhớ lại
những vị tướng đã tuẫn mình cho quốc gia. Trung tá Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Long, sinh năm 1919, tuần tiết 1975. Ông là chánh sở tư pháp Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia khu 1. Ngày 30 tháng 4 1975, khi quân Bắc Việt khởi sự tiến vào trung tâm Sài Gòn, trong số những vị tướng tá Việt Nam Cộng Hòa tuẫn tiết có Trung tá Nguyễn Văn Long. 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 1975, Trung tá Long đến công viên trước Hạ viện. Ông vẫn mặc đồng phục sĩ quan cảnh sát, ngồi trên ghế đá, trầm ngâm, hút thuốc, đưa mắt nhìn khắp mọi nơi chung quanh, thỉnh thoảng đưa tay ôm lấy đầu. Bất chợt ông đứng dậy, chậm rãi bước đến trên tượng đài thủy quân lục chiến. Trung tá Long đứng thẳng, ngẩng mặt, thản nhiên rút súng ngắn, kê vào thái dương, bóp cò. Tiếng đạn nổ trùm lấp tiếng hoan hô cộng sản. Trung tá Long đã dùng cây súng tùy thân bắn vào đầu tự sát ngay trung tâm thành phố Sài Gòn. Việt Cộng đã để mặc ông nằm gối đầu trên vũng máu. Phóng viên truyền hình Pháp đã có mặt ngay sau đó đã ghi lại được hình ảnh này. Dân chúng đã đứng mặc niệm Trung tá Long với nước mắt đầm đìa. Đại tá Hồ Ngọc Cận, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Trường Thiện, Việt Nam Cộng Hòa, sinh năm 1938, tuẫn tiết năm 1975. Ông bất chấp lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh, ngày 30 tháng 4 năm 1975, tiếp tục chỉ huy binh sĩ chiến đấu suốt 4 ngày. Trong suốt thời gian này, cờ Việt Nam Cộng Hòa vẫn tung bay khắp tỉnh Trường Thiện. Ngày 4 tháng 5 năm 1975, ông bị bắt vì không thể duy trì chiến đấu đơn độc lâu dài. Việt Cộng đem ông xử bắn tại sân vận động Cần Thơ. Trước khi chết, Đại tá Cần đã dõng dạc nói: "Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán, xét đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Đừng bịt mắt. Đà đảo Cộng sản, Việt Nam muôn năm." Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, sinh năm 1933, tuẫn tiết 1975. Khi nghe Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, trong bữa cơm trưa, ông đã ưu tư nói với các sĩ quan tham mưu: "Lệnh trên đã ban thì phải thi hành. Hơn nữa con em người ta giao cho mình, không lẽ đem nướng vào giờ thứ 25. Đối với các anh em, tùy ý quyết định." Sau đó, ông đã đi vào phòng, nơi làm phòng riêng của tư lệnh. Ít phút sau, người ta nghe được hai tiếng nổ khô khan vọng ra. Mọi người chạy vào thì đã thấy tướng Vĩ dùng khẩu súng ngắn của ông để tự sát. Vết đạn xuyên từ phía dưới cằm lên đầu. Các sĩ quan hiện diện kính cẩn nghiêng mình, không cầm được nước mắt. Lúc đó là 12 giờ 30 phút trưa ngày 30 tháng 4 1975. Chuẩn tướng Trần Văn Hai, tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, sinh năm 1925, tuẫn tiết năm 1975. Sau khi nhận được lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh, vị tư lệnh đã triệu tập tất cả sĩ quan và ông đã ngỏ lời cảm ơn, chào từ giã các sĩ quan thuộc cấp của mình. Ông ra lệnh cho tất cả mọi người trở về gia đình, thu xếp. Ông nói: "Vận nước đã đến hồi như vậy, không thể làm gì hơn được. Là quân nhân, chúng ta phải tuyệt đối chấp hành lệnh thượng cấp." Tối ngày 30 tháng 4, 1975, mọi người khám phá trong văn phòng tư lệnh tại căn cứ Đồng Tâm, tướng Hai ngồi gục đầu mê man bất tỉnh tại bàn làm việc. Trên bàn có một ly rượu lớn đã cạn. Các sĩ quan thân cận còn ở lại, chờ ông xuống bệnh xá sư đoàn cấp cứu. Nhưng vì thuốc độc đã ngấm vào máu khá lâu, viên tư lệnh không qua được cơn nguy kịch. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó quân đoàn 4 và quân khu 4 chiến thuật Việt Nam Cộng Hòa, sinh năm 1933, tuẫn tiết 1975. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi được tin Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, tại quân đoàn 4, ông rất đau buồn, với tinh thần bất khuất không chịu đào thoát hoặc đầu hàng địch. Theo gương tiền nhân, bảo toàn khí tiết, sau khi gặp mặt tất cả thuộc cấp, dặn dò, tâm tình và vĩnh biệt gia đình, ông đã tuẫn tiết tại tư dinh của ông trong trại Lê Lợi, Cần Thơ. Ông đã dùng súng lục bắn vào tim tự sát vào lúc 8 giờ 45 phút tối.
Trước khi nhận lãnh trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc để vĩnh biệt, ông đã nói: "Tôi bằng lòng chọn cái chết. Tướng mà không giữ được nước, không bảo vệ được thành, thì phải chết theo thành." Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4 và quân khu 4 Việt Nam Cộng Hòa, sinh năm 1927, tuẫn tiết 1975. 10 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 1975, tướng Nam họp với các sĩ quan trực thuộc. Ông nói: "Các anh em đều biết đất nước chúng ta đang rẽ vào khúc quanh quan trọng nhất lịch sử. Chúng ta là quân nhân thì phải tuyệt đối tuân lệnh chính phủ. Vậy tôi để các anh trở về đơn vị, tùy tiện sắp xếp công việc để bàn giao cho họ. Về phần tôi, mặc dù có sẵn trực thăng, nhưng tôi sẽ không đi đâu hết." Vào lúc 6 giờ 30 phút rạng sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, ông ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc, mặc quân phục đại lễ màu trắng với đầy đủ huân chương. Ông dùng tay mặt cầm khẩu súng khô 45 bắn vào màng tang bên phải. Máu thấm đầy quân phục. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2 vùng 2 chiến thuật Việt Nam Cộng Hòa, sinh năm 1929, tuẫn tiết năm 1975. Tháng 3 năm 1975, quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Tây Nguyên thất thủ. Tướng Phạm Văn Phú được triệu về Sài Gòn. Giữa tháng 4 1975, tướng Phú lâm bệnh, được điều trị tại Tổng Y viện Cộng Hòa. Ngày 29 tháng 4 1975, tướng Phạm Văn Phú đã tự sát bằng cách uống một liều thuốc cực mạnh. Sau đó được gia đình đưa vào bệnh viện Grand cấp cứu. Nhưng tướng Phú mê man cho đến trưa ngày 30 tháng 4 1975. Ông tỉnh lại được giây lát, cất giọng yếu ớt, hỏi vợ ngồi bên giường bệnh xem tình hình đến đâu. Khi nghe rằng Tổng thống Dương Văn Minh đã ra lệnh quân đội bỏ súng đầu hàng và Việt Cộng đã vào tới trung tâm Sài Gòn, ông nhắm mắt ra đi vĩnh viễn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang những ngày tưởng niệm 30 tháng 4, 45 năm về trước. Bây giờ thì chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi một trích đoạn bài viết của tác giả Nguyễn Tường Thụy đã được đăng trên tạp chí của Đài Á Châu Tự Do RFA vào ngày 5 tháng 6 năm 2019, nhân tưởng niệm 44 năm sau biến cố 30 tháng 4. 44 năm trôi qua, đã quá đủ thời gian để nhìn nhận lại cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Người ta càng ngày càng rõ hơn các vấn đề như bản chất của cuộc chiến tranh. Tại sao phe Cộng sản thắng? Đất nước thống nhất đem lại cho người dân những gì? Có ý kiến đặt ngược vấn đề, ai giải phóng ai? Đây là một góc nhìn mới và nghiêm túc. Việc khuếch trương chiến thắng, sỉ nhục bên bại trận là một sai lầm mà bên thắng cuộc cố tình không nhận ra do bản chất kiêu ngạo của họ. Nó không có tác dụng gì trong việc nâng cao tầm vóc cho họ, mà chỉ làm tổn thương cho phía bên kia, duy trì và khoét sâu sự hận thù. Trong khi luôn miệng kêu gọi hòa giải, hòa hợp dân tộc, thì 44 năm qua, cứ vào mỗi dịp 30 tháng 4, họ lại tưng bừng kỷ niệm chiến thắng, xoáy vào nỗi đau tháng 4 của đồng bào phải chịu tổn thất trong chiến tranh. Chúng ta còn nhớ, năm 2005, khi kỷ niệm 60 năm quốc khánh của Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ông Võ Văn Kiệt đã phát biểu, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại là có hàng triệu người vui và cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu. Phát biểu của ông Kiệt đã được nhắc lại với tần suất rất cao mỗi khi nói về việc hòa giải, hòa hợp dân tộc. Cho đến nay, không có một lãnh đạo cao cấp nào nói ra được một ý tương tự. Tiếc rằng, việc quan điểm tiến bộ, cởi mở mà sau đó ông Võ Văn Kiệt bị đồng chí của mình nghi kỵ, cảnh giác. Và thậm chí đã có những ý kiến nghi ngờ rằng cái chết của ông có uẩn khúc. Là bên thắng cuộc, họ không những không có lòng khoan dung cao thượng mà vẫn còn đó sự căm thù chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù nó đã đi vào quá khứ. Xóa sổ một chính thể, hàng triệu đồng bào bỏ chạy khỏi đất nước, hàng trăm nghìn người đã bỏ xác nơi biển cả, sa vào tay hải tặc, đầy đọa hàng trăm ngàn cán binh Việt Nam Cộng Hòa trong các trại cải tạo, chưa đủ làm cho họ thỏa mãn sao? Không thể tưởng tượng được, chỉ từ cử chỉ cầm lá cờ Việt Nam bé xíu được vẫy lên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi sang thăm viếng Hà Nội, mà ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam lập tức nghĩ ngay đến bọn phản động lưu vong người Việt và tưởng tượng ra rằng bọn này phải rã rời chân tay. Tôi nói một câu chuyện mà khi mà tôi đón ông Donald Trump vào thăm chính phủ,
thì ông cầm một tờ Việt Nam ông đưa lên cao thế này, trên khỏi đầu ông. Bà con có thấy hình ảnh không? Đó là gì? Đó là cái bọn phản động lưu vong người Việt và chống chúng ta đó, rõ rã rời trên tay luôn. Thì ông là cái đập đỡ lúc nào? Để hòa giải và hòa hợp dân tộc cần phải thể hiện bằng những việc làm cụ thể chứ không chỉ kêu gọi suông. Người ta nhìn vào hành động để biết nhà cầm quyền có thực tâm hòa giải hay không. Những hành động cụ thể cần phải làm, trước hết cần phải dùng một tên gọi chính xác cho cuộc chiến tranh 1955-1975. Nếu ngại những chữ nhạy cảm như thôn tính, cưỡng chiếm, có thể gọi là cuộc nội chiến hay chiến tranh Nam Bắc, chứ không gọi là cuộc kháng chiến Trung Mỹ cứu nước hay chiến tranh giải phóng miền Nam. Cần loại bỏ vĩnh viễn những cụm từ giải phóng miền Nam, đế quốc Mỹ và tay sai, ngụy quân ngụy quyền ra khỏi đời sống xã hội. Đừng làm cho nỗi đau của đồng bào miền Nam kéo dài thêm, cứ mãi đầu dày dứt, dai dẳng như xẻo thịt bằng con dao cùn, và lấy sự đau đớn ấy làm niềm vui, niềm tự hào, kiêu hãnh của mình. Những người được coi là thắng cuộc, liệu có biết họ đang thua cuộc hay không? Có trong tay cả một đất nước để rồi không biết làm thế nào cho đất nước đứng lên. Họ đang đứng trước một cuộc khủng hoảng toàn diện với những thách thức về lý luận, về phương pháp, về lòng tin, về sự thối nát của hệ thống chính trị và phải tìm cách thoát khỏi bế tắc. Việc thực tâm hòa giải bằng những việc làm cụ thể cũng là một cách khai thông bế tắc ấy. năm đã trôi qua. Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua cho người dân miền Nam sau ngày 30 tháng 4 1975, chúng ta vẫn còn thương tiếc tất cả những người đã ngã xuống hy sinh. Tất cả những mấn mát mà người dân miền Nam đã phải chịu đựng được xem như là đống tro tàn, và từ đống tro tàn này chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những mầm xanh đã tươi lên, đã nở rộ trong thời gian vừa qua cho cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại cũng như cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới. Mời quý vị cùng theo dõi và chia sẻ cảm tưởng của những người thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba của những người Việt quốc gia tại hải ngoại. Tôi là Phó Đề đốc Nguyễn Tử Huấn, Hải quân Hoa Kỳ, Tham mưu phó Naval Sea System Command, Washington DC. Ngày 30 tháng 4 là một ngày mà người Việt hải ngoại nào cũng nhớ đến, vì đó là ngày mà miền Nam Việt Nam đã lọt vào tay cộng sản. Không có nỗi đau nào bằng với nỗi đau mất quê hương, nơi mà gia đình tôi cũng như cả 100.000 quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của chính họ để giữ gìn. Chúng ta, cả triệu người Nam Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi để tìm kiếm tự do. Rất nhiều người đã phải trải qua những trường hãi hùng trên biển cả. Bao nhiêu người đã bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần trong các trại tù cải tạo. Đó là những bi kịch lịch sử mà chúng ta cần phải nhớ đến. Bởi vì cha, ông chúng ta cũng như chính chúng ta đã phải đánh đổi bằng xương, bằng máu. Ngày nay, chúng ta đã là công dân của một nước tự do nhất trên thế giới. Một đất nước mà hiến pháp là bộ luật tối cao để bảo vệ tự do, dân chủ và các quyền công dân căn bản. Những quyền lợi đó không là độc quyền riêng của nước Mỹ hay của một nước nào. Đó là những quyền dân chủ căn bản mà tất cả mọi người trên thế giới phải được. Tôi tin rằng trong tương lai, tất cả mọi người trên thế giới sẽ có các quyền công dân căn bản này. Tôi cũng xin quý vị trong ngày 30 tháng 4 này dành một phút mặc niệm cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong lúc đại dịch đang hoành hành, tôi cũng mong quý vị theo lời hướng dẫn của các chuyên viên y tế của chính phủ. Mong quý vị cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Thân mến chào tất cả. Nói đến ngày 30 tháng 4, tôi không thể nào quên được những hình kinh hoàng ấy ùa về trong trí óc của mình. Và tôi vẫn nhớ ngày 8 tháng 4 năm 1975 khi chúng tôi đang thi ở Đại Chủ viện Sài Gòn, thì phản bội quê hương của mình Nguyễn Thành Trung đã bỏ bom Dinh Độc Lập. Chúng tôi càng lo lắng hoang mang hơn, rất là sợ sệt. Rồi từ đó lại nhìn từ Ban Mê Thuật, rồi các nơi
mất dần, chúng tôi buồn lắm. Và sau cùng thì nó ùa tới ngày 30 tháng 4, tôi phải về nhà anh ở tại Phú Nhuận, bên Tổng Tham Mưu, chứng kiến được những cái pháo kích kinh hoàng của rocket 122 ly, ghê lắm. Rồi ngoài đường Võ Duy Huy Phú Nhuận, người ta chết khiếp quá, rồi bắn cả lên những cái dây điện, những cái cánh tay, cánh chân, không thể tưởng tượng được. Thì nó làm cho tôi rất là đau khổ, nhìn thấy quê hương của mình bị xâm lăng. Rồi sau cùng thì cả đất nước đều xáo trộn, chao đảo, và bao nhiêu người đi cải tạo, cả triệu người. Như vậy tôi khám phá ra rất đau thương. Rồi nhớ về hình ảnh của trên 600.000 đồng bào Việt Nam chúng ta vượt biên chết trên Biển Đông. Và nhiều lần tôi đã đi Biển Đông làm lễ cầu nguyện cho họ. Tất cả nó ùa về cả một cái quá khứ 45 năm nó sống lại. Do đó mà chúng ta càng cần thiết phải cầu nguyện cho quê hương và dân tộc Việt Nam mau thoát khỏi đau khổ để được hưởng nền tự do, nhân quyền thực sự. Ngoài vấn đề tưởng nhớ và cầu nguyện cho quê hương và dân tộc Việt Nam, chúng tôi vẫn đồng hành với cộng đồng người Việt tự do để tiếp sức đấu tranh cùng với các nhà dân chủ trong Việt Nam của chúng ta cũng như hải ngoại, để chúng ta đồng lòng làm sao mơ ước và đồng hành với nhau để mang lại sự tự do, no ấm và tương lai sáng vinh quang cho quê hương và dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ngày 25 tháng 4 năm 1975 là một ngày định mệnh đối với tôi khi gia đình tôi vội vã rời Sài Gòn trên chiếc máy bay C-130 của không quân Mỹ vào lúc sáng sớm, bay ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất. Lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy quê hương. Ngày 30 tháng 4 năm nay là đúng 45 năm tôi xa quê hương. Tuy vậy, trong ký ức của mình, ngày định mệnh đó vẫn còn khắc sâu trong tiềm thức của tôi như mới xảy ra hồi tuần trước. Đây là một ngày đại nạn cho người dân và quốc gia Việt Nam. Sau 45 năm không có chiến tranh mà dân Việt Nam vẫn sống dưới một chế độ cộng sản độc tài mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đã gạt bỏ. Để đạt được nguyện vọng và ước mơ của người dân, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu họ có can đảm thì nên bỏ ngay Điều 4 Hiến pháp, cho một luồng không khí mới, tạo cơ hội cho những phong trào, những người tài trong và ngoài nước đóng góp cho quốc gia, xây dựng sinh hoạt dân chủ trong một nền móng tự do, thì Việt Nam mới thực sự phát triển về mọi mặt. Tùy thuộc vào các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có đủ can đảm và thực sự muốn hủy bỏ cái lý thuyết dựa trên chuyên chế, dối trá và tàn bạo hay không. Việt Nam không có con đường nào khác hơn là phải thay đổi. Tưởng niệm 45 năm ngày miền Nam Việt Nam thất thủ, chúng ta nên tận dụng cơ hội này để tái xác quyết sự mong muốn cho tự do và dân chủ tại Việt Nam và phải được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác trong lúc cha anh chúng ta đang từ từ qua đi. Mỗi người chúng ta, những người Việt hải ngoại có trách nhiệm không được quên tại sao chúng ta có mặt ở đây và cần làm gì cho đồng bào còn đang sống mỏi mòn dưới ách cộng sản. Trách nhiệm này còn bao gồm dạy dỗ con cháu không bao giờ quên các em là ai, bài học lịch sử đau khổ của các bậc cha anh và trách nhiệm của thế hệ sau trong việc tạo ra một sự an bình, công bằng và công lý trên quê cha đất tổ của chúng ta. 30 tháng 4 năm nay đánh dấu đúng 45 năm biến cố tháng Tự Đen, và mặc dù ở hoàn cảnh hiện nay là đại dịch coronavirus. Tuy nhiên, rất nhiều những tổ chức, những hội đoàn ở trong cộng đồng Việt tại hải ngoại khắp nơi trên thế giới cũng đang tổ chức những buổi lễ tưởng niệm trên hệ thống Internet. Và cái lễ tưởng niệm 30 tháng 4 hàng năm vô cùng quan trọng đối với tập thể người Việt tại hải ngoại. Đó là khoảnh khắc chúng ta tưởng niệm sự hy sinh của hơn 250.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ và 100.000 đồng bào của chúng ta
là rời bỏ Việt Nam vì lý tưởng tự do. Và lễ tưởng niệm 30 tháng 4 hàng năm tại miền Nam California hay tại khắp nơi thế giới cũng là thời điểm mà chúng ta thể hiện đến sự biết ơn và sự hy sinh của thế hệ đi trước, cũng như chúng ta nhắc nhở cho thế hệ về sau về hai chữ tự do. Chúng ta tới Mỹ, chúng ta rời bỏ Việt Nam cũng vì hai chữ tự do. Thành ra chúng ta luôn ghi nhớ khát vọng, khao khát của dân tộc Việt Nam vẫn là hai chữ tự do. Chúng tôi rất hy vọng rằng lễ tưởng niệm năm nay sẽ tạo được sự đoàn kết của tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục cầu nguyện cho Việt Nam sẽ sớm có tự do, sẽ sớm có dân chủ trong tương lai. Kính thưa quý vị, tôi là dân biểu Tyler Diệp của tiểu bang California. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị cho chúng tôi cơ hội để trình bày một số quan điểm của mình nhân lúc cộng đồng chúng ta cùng ngồi lại với nhau để tưởng niệm ngày quốc hận. Nhắc lại ngày này 45 năm về trước, không phải để chúng ta thêm những giọt nước mắt cho quá khứ. Nhắc lại sự kiện 30 tháng 4, để thấy rằng trong 45 năm qua, cộng đồng người Việt tại hải ngoại nói riêng tại Hoa Kỳ đã từng bước hội nhập, dấn thân, đóng góp công sức mình trên vùng đất mới ngày càng được phồn thịnh, trù phú, phát triển về mọi mặt, từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và chính trị. Từ khoảng 125.000 người Việt đến Hoa Kỳ sau chiến tranh vào tháng 4 năm 1975, được phân bổ ở các vùng khác nhau, đến nay số người Việt định cư tại nước Mỹ đã lên khoảng 1.500.000 người. Từ số lượng người khiêm nhường lúc ban đầu, những người Việt xa xứ đã nhiều lần loại bỏ những âm mưu thâm nhập của chính quyền Cộng sản Việt Nam nhằm phá rối sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Nhìn về trong nước, chính quyền Cộng sản đã không thay đổi cung cách ứng xử chân thành, trọng nghĩa của đồng bào miền Nam, những người được hấp thụ bởi một nền giáo dục đầy nhân bản. 45 năm qua, với một nguồn nhân lực ít ỏi, tài chính hạn chế, nhưng với lòng vượt khó, tinh thần lạc quan, chúng ta đã hình thành nhiều Sài Gòn nhỏ ở khắp mọi nơi. 45 năm với tên gọi bên thua cuộc, nhưng chúng ta vẫn tồn tại, vẫn tỏa sáng, là cầu nối với người Việt trong nước, là trở ngại với chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tôi và gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975. Lúc đầu thì lẽ dĩ nhiên nhớ Việt Nam, nhớ một người em và một số thành viên gia đình còn kẹt lại, thành ra rất buồn, rất là lo. Nhưng sau đó tất cả chúng tôi đều hoặc là đi làm hoặc là đi học. Tôi thì lúc đầu cũng có cơ hội để mà làm trong những hãng xưởng ở bên Mỹ, cũng như giúp trong chương trình định cư người tị nạn ở nơi tôi ở. Sau đó thì gặp ông xã và đã được anh ấy khuyến khích cũng như giúp đỡ trong việc đi học trở lại. Tôi ra trường y khoa năm 1987 và từ đó đến giờ đã làm việc trong cộng đồng Việt Nam rất là nhiều. Tôi cũng xin cảm ơn nước Mỹ, người dân Mỹ đã cho tôi cũng như gia đình cơ hội có một cái đời sống mới, một cái đời sống bình an ở một cái xứ sở tự do và dân chủ. Kính thưa quý vị, trong ngày 30 tháng 4, chúng tôi cùng quý vị chia sẻ niềm đau của dân tộc Việt. 30 tháng 4 năm 1975 và những năm sau đó là mốc thời gian đã ghi khắc trong tôi nỗi uất hận sâu xa với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Họ đã lừa đảo các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bằng 3 ngày học tập cải tạo, nhưng rồi triền miên của những năm dài tù đày. Cộng sản Việt Nam là những con người tưởng chừng như vô tri vô giác, dựa trên tín lý vô thần
lừa đảo, bịp bợm, đàn áp và đối xử bất công với đồng loại, ngay cả với chính cha mẹ và anh chị em của họ. Họ đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam và gieo bao đau thương tang tóc cho dân tộc Việt. Biết bao cảnh màn trời chiếu đất, vợ mất chồng vì tù cải tạo, gia đình ngăn cách vì bị đẩy đi kinh tế mới, nồi cơm đụn đầy bo bo với khoai mì, những trẻ thơ bỏ học hành, lặng lụi kiếm cơm phụ giúp mẹ trong cơn khốn cùng. Nguyện cầu ơn trên cho đất nước Việt Nam mau chấm dứt chế độ cộng sản vô thần và lãnh thổ được bảo tồn vẹn toàn. Trân trọng kính chào nghị viên thành phố Westminster Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Chúng tôi Dietra Thu Hà Nguyễn là nghị viên của thành phố Garden Grove địa hạt số 3. Chúng tôi sinh ra tại Sài Gòn năm 1975, đúng 45 năm về trước. Đã 45 năm trôi qua, nhưng hàng năm khi tháng tư trở về, ngày 30 tháng 4 lại đến, thì những hình ảnh cuộc đời bi thảm của những người dân miền Nam lại quay về với chúng ta. Thu Hà biết rằng đã gần nửa thế kỷ, nhưng ngày nước mất nhà tan chưa thể xóa nhòa trong ký ức của chúng ta. Riêng với Thu Hà, những hình ảnh của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người lính anh hùng lãnh trách nhiệm bảo quốc an dân sẽ mãi mãi không phai nhạt. Ngày quốc hận 30 tháng 4 sẽ là dịp để giúp thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử cộng đồng, để có thêm hành trang cho việc tiếp nối thế hệ cha anh, để góp thêm hoài bão quang phục quê hương Việt Nam, tự do, dân chủ và nhân quyền, và cũng để tiếp tục đấu tranh cho hơn 90 triệu đồng bào của chúng ta tại quê nhà có được tự do và nhân quyền. Hàng năm cứ tới tháng 4 là tôi lại nhớ tới những biến cố kinh hoàng đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Kinh hoàng nhất là biến cố 1975 đã khiến cho gia đình tôi đảo lộn hết. Mẹ tôi thì di tản qua Mỹ trước năm 75, hai con trai tôi vượt biên tới Mỹ sau năm 75. Gia đình tôi chỉ còn lại ba đứa con gái với hai vợ chồng tôi sống với nghề dạy học. Cuộc sống rất nghèo với số lương tôi thì được hơn 30, nhà tôi được hơn 70. Cho nên sau 2 năm tôi phải xoay sở qua nghề làm bánh. Còn nhà tôi vẫn cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của chế độ được 12 năm. Phải gục ngã vì bị sốc, lúc đó mới 53 tuổi. Cuộc sống chúng tôi rất là chật vật. Đến năm 1989, gia đình tôi được đặt chân tới Mỹ, sống tới hôm nay là hơn 30 năm. Suốt 15 năm sống dưới chế độ cộng sản, chúng tôi đã học được một bài học lớn nhất, đó là không thể tin ai. Vì lúc nào họ cũng báo cáo báo láo, nên suốt cuộc sống tôi rất là bất mãn. Chúng tôi luôn đề phòng, không dám tiết lộ với ai về những dự tính trong cuộc sống riêng. Đến nỗi ngày tôi lên máy bay, không dám chào hàng xóm một câu. Đêm đến chúng tôi phải lén lút ra khỏi nhà, đến nhà quê em chờ đến sáng ra thị trường. Tuy xa quê nhà hơn 30 năm, nhưng trong tâm tưởng chúng tôi chưa hề xa. Chúng tôi luôn vọng tưởng về cố quốc, cầu nguyện cho dân tộc mình. Trong đó có biết bao nhiêu người thân yêu của chúng tôi được sớm thoát khỏi cảnh khổ để có được cuộc sống an bình hạnh phúc như chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi luôn biết ơn nước Mỹ đã bao dung che chở cho gia đình chúng tôi được sống an bình hạnh phúc. Năm nay con 16 tuổi, con sinh ra ở Mỹ nên tiếng Việt của con không giỏi lắm. Bà ngoại con thường kể về Hà Nội, về những cô gái mặc áo dài, đẹp như công chúa. Bà con kể về ngôi nhà lớn của ông cố, làm con nghĩ về lâu đài trong truyện cổ tích. Ông cố con là một người yêu nước cả Hà Nội. Ông không theo Pháp và Việt Minh, và ông bị bắt đi mất tích. Gia đình phải bỏ Hà Nội vào Sài Gòn năm 1954. Bà ngoại con mất nhiều thứ ở tuổi bằng con bây giờ. Vô Sài Gòn, gia đình bà ngoại phải làm lại từ đầu. Bà ngoại con thường cảm ơn Sài Gòn vì Sài Gòn rất tốt. Và 30 tháng 4 năm 1975, bà ngoại lại rơi vào mất mát một lần nữa. Bà cố theo bà dì đi Mỹ. Em trai bà ngoại là sĩ quan phải đi tù ra Bắc. Gia đình ly tán, nhà cửa Sài Gòn lại mất. Một cảm xúc nữa đối với con là khi nghe bà kể về mấy lần cho cô chú đi vượt biên.
và lo lắng, đau đớn, mất ăn, mất ngủ. Con không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà bị mất nhiều như vậy. Gia đình cứ xây dựng xong lại bị mất, phải bỏ đi đến chỗ khác. Bây giờ, 45 năm sau ngày 30 tháng 4, là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Con nhận thấy những hy sinh, chịu đựng, mất mát, những cố gắng của ông bà, cha mẹ chúng con và của nhiều người Việt Nam đã có giá trị. Tất cả mọi chuyện luôn luôn thay đổi, phát triển và cái quan trọng là mọi người luôn hướng về điều tốt đẹp. Bà ngoại con thường cảm ơn nước Mỹ đã cho bà một cuộc sống mới. Người Việt Nam đã tìm lại trên đất Mỹ những điều mà mình đã mất bên Việt Nam, không chỉ vật chất mà cả sự tự do. Con nghĩ, những đứa trẻ như con không qua sự mất mát, nhưng tất cả những chuyện thật này đã ở trong chúng con. Tất cả sẽ được giữ gìn và truyền lại. Con cứ nghĩ đến chuyện cổ tích vì chuyện cổ tích luôn ủng hộ cho người tốt. Cuối cùng, người tốt đã thành công. Thank you.
giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như bao anh em. Thân thù đó cất cao trong lòng người, thân thù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chinh phục phần thù. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc hôi tanh. Giặc thù đó xâm lăng, giặc thù đó bạo tàn, giặc thù đó giết hại dân lành, đốt phá quê hương. Ôi vùng chỉ thiên an lọc, vùng tam biên lửa máu, từ vực sâu hận thù. Dòng da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai? Vì giặc thù đốt phá quê hương ta, vì giặc thù bắt tiêm đồng bào ta, vì giặc thù còn to, vì giặc thù còn to. Anh em ơi vùng lên dưới bao tàu, anh em ơi vùng lên từ sông Lam, anh em ơi nước vô còn ta mới còn, còn tự do là còn cơm no. Sông núi nước Nam vua Nam.
tiếng nói tự do của người dân Việt Nam trên hệ thống hội luận toàn cầu Paltalk và truyền âm về Việt Nam qua hệ thống Yahoo Chatroom. Diễn đàn là tiếng nói đấu tranh vì tự do dân chủ, vì độc lập dân tộc và sự vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam là nơi gặp gỡ của mọi tầng lớp đấu tranh từ khắp năm châu và từ ba miền đất nước thân yêu. Kính mời quý đồng bào cùng hưởng ứng và tham gia sinh hoạt. Thank you.
thôi.